Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 5 Gã ta lời lại, che mắt và kêu thảm thiết. Nhếp cửu la không để tâm, lăn về phía đầu giường để bật đèn. Ngay khoảnh khắc ánh đèn sáng lên, phía cửa sổ có tiếng thủy tinh vỡ. Cô giật mình ngoảnh lại, thấy gã đã lao ra ngoài cửa sổ, lực lao mạnh tới mức làm vỡ cả cửa kính. Nhếp cửu la xông tới bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Bất kỳ ai nhảy như thế đều phải có tiếng rơi xuống đất. Nhưng ngoài mấy tiếng rơi của mảnh thủy tinh ra, không còn tiếng rơi của vật nặng nào khác. Cô vội vàng ngửa đầu lên nhìn, thấy thấp thoáng bóng đen lướt qua mái nhà rồi mất tăm. Cả quá trình từ ồn ào đến vắng lặng chỉ diễn ra trong chưa đầy hai phút. Mặc dù tiếng thủy tinh vỡ khá chói tai nhưng các phòng xung quanh đều đang say giấc nên chẳng ai bị dọa cả. Nhếp cửu la đứng bên cửa sổ, gió ùa vào qua lỗ hồng cửa sổ làm người cô lạnh run. Cô giật mình bước đến bên giường tắt đèn, ở trong bóng tối vẫn an toàn hơn. Ánh đèn trong phòng quá sáng dễ bị người ta nhìn ngó, mọi hành động đều hiển lộ mười mươi. Sau đó cô dựa lưng vào tường ngồi xuống đối diện cửa sổ, Mở Weibo trên điện thoại và nhắn tin cho bên kia. Nhất cửu la, bên em xảy ra chuyện, gọi lại cho em. Dưới cùng vẫn là 10 giây đếm ngược, Nhất cửu la nhìn chằm chằm những con chữ bị ngọn lửa nuốt chừng. Giờ đang nửa đêm, cô không mong móng nhiều vào việc đối phương sẽ trả lời ngay. Nhưng chưa đầy một phút, điện thoại đã đổ chuông, vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã xuất hiện giọng nói trầm ấm của hình thâm, a la nhiếp cửu la cố gắng thuật lại mọi điều thật ngắn gọn, gã ta bị thương nặng như vậy, không thể không đến bệnh viện được. Bọn anh hay ở thiểm nam, em muốn nhờ anh hỏi thăm giúp em xem có bệnh viện nào nhận bệnh nhân bị thương như vậy không và đối phương là ai. Hình thâm đáp, em đừng cúp máy vội, anh đi sắp xếp đã. Đến tận lúc này, nhiếp cửu la mới thở phào, ánh mắt đã thích ứng với bóng đêm. Cô đứng dậy đi ra quầy lấy cho mình chai nước khoáng rồi uống một lèo hết nửa chai lát sau trong ống nghe lại có giọng của hình thâm a à la nhấp cửu la đặt chai nước xuống anh nói đi và vỡ cửa sổ lại không ngã xuống mà còn có thể leo ngược lên mái nhà người bình thường không làm được vậy đâu nhỉ đây là một câu hỏi khéo nhấp cửu la đáp em cảm thấy con người không ai làm được vậy cả hình thâm nghiêm túc vậy thì chưa hẳn cao thủ võ lâm từng tham gia huấn luyện đặc biệt có thể làm được em có đối tượng nào khả nghi không không có ngừng một lát cô lại nói thêm em là người bình thường nghề nghiệp của em cũng không thể khiến em có kẻ thù muốn giết chết em như vậy ba chữ người bình thường được cô nhấn thật mạnh hình thâm lại nói gần đây em có xích mích với ai không cô xích mích với ai được chứ gặp ai cô cũng xử sự đúng mực dù không được nhiệt tình thì cũng đủ lịch sử nhấp cửu la tức giận em có khiếu nại với công ty du lịch nhưng em cảm thấy họ không cần phải làm vậy với cái chuyện còn con đó. Hay có liên quan tới bức tranh cô vẽ cho cảnh sát. Nhưng nhiếp cửu la đã chẳng buồn kể lể với hình thâm nữa. Và lại nếu chưa đưa tranh cho cảnh sát, gã đầu đinh giết cô thì còn có lý. Đây đưa rồi còn giết cô làm gì nữa. Hình thâm cũng không có manh mối. Em cứ để mặc gã ta vào nhà như thế thì quá nguy hiểm nếu gã đã dình giết em thì lần này không thành gã sẽ tính thêm lần sau so với việc dây dưa nhiều lần chỉ bằng giải quyết luôn hình thâm vẫn cảm thấy chuyện tự dưng lại có một người muốn giết cô quá khó tin có khi nào chỉ là trùng hợp chọn phải phòng em không trùng hợp chọn phải nhiếp cửu la cười mỉa mai vậy em quá đen luôn sao lúc mua sổ số không thấy trùng hợp vậy hình thâm cười là gã đó xui xẻo ấy mù mắt luôn nhưng Ala này, chọc mù mắt người ta, anh sợ sau này em sẽ gặp rắc rối. Nhiếp cửu la đáp, em tự vệ chính đáng. Cô chẳng hề hối hận về việc chọc bút chì, đối phương đã tính giết cô rồi. Cô còn khách sáo cái gì? Mà giờ nghĩ lại mới thấy sợ, nếu khi ấy cô không tình. Hình thâm nói, bây giờ có đoán cũng chẳng được gì, đợi hỏi thăm xong lại nói. Vâng, đang định cúp máy, nhiếp cửu la chợt nghĩ tới một chuyện, nửa đêm rồi mà vẫn gọi lại cho em ngay, anh còn chưa ngủ à? Hình thâm đáp, mọi người đang nói chuyện này, cũng lạ lắm nhé, lần này vào núi bọn anh gặp được hẳn hai chiếc lều bỏ không? Nhiếp cửu la lại chẳng thấy lạ, lều không trên núi là chuyện bình thường mà. Có những người đi cắm trại trong núi, lúc về lười nhổ trại nên để mặc đó. Ngoài việc không tốt cho môi trường ra hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì nếu nghĩ thoáng ra sẽ thấy cả ý từ người xưa trồng cây người nay hái quả ấy chứ. Hình thâm giải thích, không phải, em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh nói lều không là lều không có người, còn tất cả những đồ dùng, thậm chí cả quần áo cũng còn nguyên trong đó. Mà chúng còn được gấp gọn gàng ngay ngắn nửa cơ, từ những dấu vết xung quanh, chủ nhân chiếc lều đã không còn ở đó mấy hôm rồi. Nhếp cửu la ngẫm nghĩ, vậy là bị thú rừng tha đi hay trên núi có kẻ cuồng giết người tuy đây là lời nói đùa nhưng nó vẫn có khả năng xảy ra hình thâm nói bọn anh cũng nghĩ tới đủ loại tình huống nên giờ mới chưa ngủ đấy đêm nay em không sao chứ không sao đã lâu không gặp mấy năm nay em anh ta không nói tiếp nữa vì đầu dây bên kia đã bảo bận nhiếp cửu la đã cúp điện thoại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy và phải trông cánh cửa sổ vỡ nhấp cửu la không tài nào ngủ tiếp được trời tờ mờ sáng cô nhận được tin tức của bên kia trước mắt các bệnh viện lớn của huyện thạch hà và các huyện lân cận đều không có ai bị chọc mù mắt đến khám bị thương nặng như vậy lại không tới bệnh viện lớn khám quả là tự tìm đường chết trừ trường hợp gã đó có bạn biết phẫu thuật và nhờ người ta xử lý vết thương cho nhưng tỷ lệ ấy quá nhỏ luôn nhấp cửu la gọi cho tiếp tân nói rằng mình lỡ làm vỡ cửa kính sẵn lòng bồi thường mọi chi phí, nhờ bên khách sạn mau chóng cho người tới sửa hoặc đổi phòng khác giúp cô. 9 giờ sáng, công ty du lịch gọi điện tới bảo rằng từ nay trở đi hành trình đi lại của cô sẽ do chú Tiến đảm nhiệm và lúc này chú đã đợi ở dưới bãi đỗ xe rồi. Nhiếp Cửu La rửa mặt rồi đi xuống, sau khi lên xe, chú Tiến không vội xuất phát mà tự giới thiệu trước. Ngoài việc nhấn mạnh rằng mình có đầy đủ kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm Chú Tiến còn cảm thán râm câu về tình huống của Tôn Chu, nói là người nhà anh ta cũng không liên hệ được, sáng sớm đã bản nhau đi báo cảnh sát. Họ cũng báo cảnh sát thì tốt rồi, hai bên cùng báo, cảnh sát sẽ càng chú ý hơn. Kết thúc màn chào hỏi, hành trình hôm đó cũng bắt đầu. Vừa cho xe chạy, chú Tiến vừa đưa mấy tờ giấy về phía sau, "Cháu Nhiếp, cháu xem thử hành trình hôm nay đi." chỉ là hành trình trong một ngày thôi mà cũng phải in ấn cẩn thận nhiếp cửu la nhận lấy đây là hành trình do công ty du lịch tự in ấn tuyến đường đi rất đơn giản chỉ có đường quốc lộ sông suối và mấy đích đến thôi bình thường dẫn khách đi tham quan đều có người giới thiệu miệng như địa phương có truyền thuyết nhân vật lịch sử nào tất nhiên chú tiến đã nhớ nằm lòng quy trình đưa khách đi tham quan đang hắng giọng chuẩn bị bắt đầu trước mặt bỗng có người quay đầu xe làm chú phải dừng lại nhiếp cửu la ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt bị thu hút bởi chiếc xe địa hình màu trắng của viêm thác. Anh cũng có mặt, đang mở cửa xe chuyển chiếc vali đêm qua cô trông thấy vào hàng ghế sau. Bãi đỗ xe có mỗi mấy người, hiển nhiên chu Tiến cũng trông thấy anh. Chắc chắn trong vali có đồ quan trọng. Nhếp cửu la tò mò, sao chú biết? Chú Tiến trả lời đâu vào đấy, xe cậu ta lớn thế kia, nhiều hành lý cỡ nào cốp xe cũng chứa được bình thường người ta đều bỏ hành lý vào cốp sau mà làm gì có ai bỏ trong xe không phải đồ quan trọng đã chẳng phải nâng niu như vậy trên đường đi chú tiến tiếp tục công việc cháu nhiếp hôm nay chúng ta sang thăm miếu ở huyện đi đường tỉnh cả đi cả về là hơn trăm cây số bên đó có hai ngôi miếu đạo sĩ và một miếu hòa thượng cháu có thể xem tuyến đường trên giấy tờ có đường quốc lộ ấy nhiếp cửu la tìm tờ giấy đó theo lời chú cháu có chú ý tới cái thôn ngay bên miếu không? Thôn có cái tên rất đặc biệt ấy. nhiếp cửu la liếc qua. Là thôn răng cửa phải không ạ? À? Dưới sự làm nền của những cái tên như cầu bảy dặm, kênh lý gia, trại vương gia, cái tên thôn răng cửa như một dòng suối trong, rất ư là nổi bật. Chú Tiền hùng hồn, cháu biết vì sao nó tên răng cửa không? Nói thật, cách vào đề của chú Tiền rất hưởng, y như học thuộc lòng vậy. Nhấp Cửu La thấy buồn cười nhưng người ta đã cố gắng tạo không khí, cô cũng không nỡ đả kích đối phương, vì sao à? Hay lắm, khách hỏi rồi, làm hướng dẫn viên chỉ sợ khách không hợp tác, cả đường đi có mỗi mình độc thoại. Chú Tiền đáp, tên này có lai lịch hẳn hoi đấy. Có hai cách giải thích, một là nước giếng trong thôn không tốt, uống vào hỏng răng. Người trong thôn đều có răng cửa lớn. Nhấp Cửu La cười, cách giải thích này, gượng ép quá. Nước làm hỏng răng thì có nhưng hỏng phải hỏng cả hàm chứ chưa nghe nói trường hợp hỏng mỗi răng cửa. Quanh đây nhiều núi mà nên một cách giải thích khác là thôn răng cửa nằm dựa vào núi. ngọn núi ấy thẳng đứng lại có một khe nứt ở giữa trông rất giống hai chiếc răng cửa. Nhấp cửu la hỏi, chú tới đó bao giờ chưa? Bình thường chẳng ai đến đó cả. Nơi đó chỉ có mỗi cái tên hay hay thôi chứ thôn nhỏ, không có phong cảnh gì. Nói tới đây chú tiền sực tỉnh cháu nhiếp có phải cháu muốn tới đó xem không nếu cháu muốn chú sẽ vòng qua đó cũng không khó khăn gì nhiếp cửu la lắc đầu không đâu tốt nhất chú cũng đừng qua đó nghe kể đã thấy không may mắn rồi chú tiền nổi tính tò mò sao lại không may mắn chú chẳng bảo thôn dựa núi núi như hai chiếc răng cửa đó thôi răng liền miệng thôn sinh sống ngay bên miệng như sắp bị nuốt vào trong vậy phong thủy không tốt không may mắn chú tiền tặc lưỡi. Ừ, có lý. Nhưng trong bụng lại nghĩ thầm, con bé này còn trẻ mà sao lại mê tín thế. Xe viêm thác cũng đi đường tỉnh. Con đường này không phải đường cao tốc, không có trạm thu phí. Anh vừa lái vừa nhìn chiếc vali trói mắt trên hàng ghế phía sau qua gương chiếu hậu. Đi tiếp một lát, cốp xe có tiếng lạch cạch kỳ lạ, không có quy luật gì hết. Viêm thác nhíu mày, tập trung nhìn con đường phía trước bởi rào phân cách của con đường này không được đầy đủ mà ven đường lại hay có ngã rẽ thông vào thôn huyện. Chẳng mấy anh đã lái xe vào đường huyện rồi lại rẽ vào đường thôn. Tóm lại cứ đường nào vắng mà vẫn đủ rộng cho xe chạy là anh đi. Cuối cùng anh dừng xe ở bên một rừng cây nhỏ yên ắng. Viêm Thác ngồi đợi một lát chứ không vội xuống xe, mùa này là cây mới ngả vàng nhưng đã có vẻ tiêu điều phía xa xa là một thôn xóm dựa núi rất yên bình chắc chắn bốn bể đã sạch sẽ anh mới xuống xe mở cốp ra trong cốp có chiếc túi vải đang dãy dụa liên hồi hiển nhiên bên trong là vật sống viêm thác mở khóa túi tôn chu đang ra sức dãy dụa bỗng dừng lại ngẩng đầu nhìn viêm thác miệng anh ta dán băng dán rộng không thể phát ra tiếng chỉ có thể chớp mắt lắc đầu cầu xin viêm thác lấy hộp thuốc trong xe ra gấp một miếng băng gạc rồi đổ một ít thuốc trong chiếc lọ không nhản bịt vào mũi tôn chu tôn chu càng dễ khóe hơn nhưng cá trên thớt đâu thể làm gì được chẳng mấy chốc anh ta đã yếu dần chưa tới nửa phút đã yên lặng hoàn toàn viêm thác bỏ lọ thuốc vào hộp đóng cốp xe vừa phủi tay vừa đưa mắt nhìn xung quanh theo thói quen ánh mắt đang bay bổng lúc gần lúc xa lúc cao lúc thấp chợt anh dừng lại ở mỏm đất cách xa mấy chục mét nơi đó có ánh sáng mặt trời phản chiếu từ thấu kính, dựa vào kinh nghiệm của mình, anh đoán đó là kính mắt hoặc kính viễn vọng. Bên đó có người, thật xui xẻo, đã cố chọn trốn không người để làm việc xấu rồi còn bị người ta bắt gặp. chương 6, viêm thác dừng lại một lúc rồi rào bước về phía đầu kia. Chỉ còn cách khoảng hơn chục mét, một người đàn ông mặc bộ đồ tà tơi nhảy dựng lên trong tiếng lem keng. Giờ khẩu súng trường trên tay, anh ta quát to, đứng lại. Giờ tay lên, bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì tao không giết. Viêm thác giật nảy mình nhưng cũng bình tĩnh lại ngay. Chỉ trong vài giây, anh đã quan sát khắp người anh ta mấy lượt. Người đàn ông này có mái tóc rối bù, mặt mũi nhem nhuốc và bàn chân để trần với những móng chân đầy cáu bẩn. Anh ta đeo một chiếc kính viễn vọng đồ chơi đã tàn tạ ở trên cổ, khoác một tô cơm có quai trên vai và dắt chiếc thìa inox ở thắt lưng khẩu súng trường anh ta ôm trong người được làm từ gỗ gần như có thể chắc chắn đây là một gã ngố tàu viêm thác dừng bước giơ hai tay lên đầu hàng đúng như ý anh ta gã ngố rất hài lòng rút chiếc thìa ra áp vào tai alo chim sẻ gọi đại bàng phát hiện quân nhật ở bìa rừng phát hiện quân nhật ở bìa rừng thông báo xong gã ngố lại hung dữ tra khảo viêm thác bọn bay có bao nhiêu người bao nhiêu khẩu súng có phải định đến phá hoại thôn răng cửa không? Viêm Thác đã chắc chắn đây là gã ngố rồi, nhưng để khẳng định anh còn phải kiểm chứng thêm. Anh chỉ vào thôn nhỏ vắng lặng phía xa, nhà anh ở Kia. Gã ngố không hài lòng với kiểu hỏi một đằng đáp một nẻo của anh, nghiêm túc đi, đừng mơ mòi được thông tin gì từ miệng tao. Răng cửa bọn tao đã sẵn sàng minh địch rồi, bọn bay mà tấn công là tự tìm đường chết đấy. Viêm Thác, anh nói rất phải bây giờ tôi sẽ lùi lại ngay. Anh lùi lại vài bước mới quay người đi, gã ngố vẫn luôn giơ súng cảnh giác cho tới tận lúc anh đã lên xe mới thở phào, lại áp chiếc thìa vào tai, alo, chim sẻ gọi đại bàng. Quân Nhật đã bị tôi đuổi đi, quân Nhật đã bị tôi đuổi đi. Viêm thác cho xe chạy tới đầu đường thì bỗng quay xe xông thẳng vào thôn, thỉnh thoảng còn nhìn qua gương chiếu hậu, bây giờ không những anh đã vượt tuyến mà còn xông thẳng vào xào huyệt quân địch anh muốn xem gã ngố kia sẽ làm gì chỉ một lát sau đã có bóng người điên cuồng đuổi theo xe gã ngố vừa gõ thìa vào tô cơm tạo nên những tiếng keng keng vừa kêu khàn cả giọng bà con mau chạy đi quân nhật vào thôn rồi viêm thác thầm khen gã ngố này rất có tinh thần trách nhiệm đi một quãng xe đã tới bên căn nhà mái bằng đầu tiên bên đông nói thật thiểm nam có không ít thôn xóm còn lạc hậu nhất là vùng núi Đa số các căn nhà ở đó chỉ được xây bằng đất nhưng thôn này lại tương đối hiện đại. Đường chính được đổ xi măng, nhà cửa xung quanh phần lớn là mái bằng, số nhà cao 2, 3 tầng cũng không ít. Trên đám dây điện, anten chằng chịt còn có kha khá tổ chim. Nhưng gần như không có người, đây cũng là xu thế tất yếu. Thanh niên trai tráng ra thành phố kiếm ăn, người già trẻ nhỏ ở lại quê. Mọi vùng nông thôn trên khắp cả nước đều đang rỗng ruột hóa rồi. Có người phụ nữ nghe tiếng đi ra xem. Người này chừng 50 tuổi, để mái tóc ngắn ngang tai, mặc áo khoác đỏ và quần kẻ sọc, chân đi giày vải mũi vuông. Bà ta cầm một nắm hạt dưa trong tay, cắn theo kiểu lạ đời. Người ta cần hạt dưa đều vứt luôn xuống đất, bà ta thì gom lại để trước mặt, sau đó hất tay, đám vỏ bay tung như giải cánh hoa. Viêm thác xuống xe chỉ vào con đường phía trước, chị ơi, đi đằng này có ra được đường lớn không? người phụ nữ kia lắc đầu cậu đi nhầm rồi trong kia là đường cụt phải quay lại viêm thác ồ lên lặng lẽ chuyển đề tài sang gã ngố đang chạy tới anh ta bị sao thế ạ à thằng mã ngố từ nhỏ nó đã vậy rồi đầu óc có vấn đề trong lúc hai người trò chuyện mã ngố đã chạy tới bên khóc lóc bà con tôi đến chậm rồi cứ như thể bà con trong thôn đã hy sinh cả rồi Hiển nhiên người phụ nữ kia rất biết cách xử lý Mã Ngố, cậu nhầm rồi, đây là đội du kích. Đội trưởng Mã, quân Nhật ở đằng tây kia, cậu qua xem đi. Mã Ngố ưỡn ngực, hai chân dẫm mạnh xuống đất rất ra dáng, "Vâng." Viêm Thác nhìn anh ta chạy tung tăng đi xa mới chắc chắn đây là một tên ngốc. Anh vững tim, cảm ơn người phụ nữ kia rồi định quay về. Bà ta đang bận xem tin nhắn mới trên điện thoại, không ừ hừ gì. Viêm thác mở cửa xe, trôi được nửa người vào rồi bà ta mời gọi, ấy, chàng trai, đợi đã. Gì vậy, viêm thác ngạc nhiên ngoảnh lại. Người phụ nữ đó cũng nhìn anh một lúc mới lắp bắp, chàng trai, tôi thấy người cậu cao lớn, trông rất khỏe mạnh, có thể chuyển chung tương giúp tôi không? thanh niên trong thôn đi vắng cả, một mình tôi không bê nổi. Nói xong, bà ta còn cười ngượng ngùng. Viêm Thác cảm thấy yêu cầu này hơi đột ngột, nhưng người ta mới chỉ đường cho anh xong, có qua có lại, giúp một tay cũng không sao. Trong phòng có một chum tương thật, chum cao nửa người, rất nặng, đừng nói là một mình người phụ nữ kia không bê được mà thêm cả Viêm Thác cũng còn vất vả. Hai người chung sức truyền chum tương ra ngoài cửa, trong lúc bê người phụ nữ này luôn vụng tay vụng chân, có mấy lần phải dừng lại nghỉ. Vẫn chưa hết. Có hai ba lần viêm thác phát hiện bà ta len lén nhìn anh. Có một lần anh cố ý nhìn thẳng sang khiến bà ta hoảng hốt quay đi. Viêm thác nghĩ bụng, gương mặt, dáng người anh đều ổn, lúc đi đường cũng hay bị con gái ngó hoặc chụp ảnh. Nhưng bê trôm tương có phải động tác gì ngầu đâu, nếu bảo bà ta si mê anh thì quá vớ vẩn. Chẳng dễ gì mới chuyển được trôm tương ra cửa, người phụ nữ kia bê chậu nước ra cho viêm thác rửa tay. Vừa xoa xà phòng, viêm thác vừa thản nhiên nhìn xung quanh. Nhìn xong, chuông báo động trong đầu anh càng kêu to hơn. Mới khi nãy trên đường còn vắng mắt mà giờ đây đã có thêm ba người. Một người là ông lão hơn 60 trống gầy, chân đi khập khiễng, mái tóc hoa dâm. Ông ta cách nơi này chừng trăm mét, trông có vẻ định đi về phía này nhưng bây giờ thì đang dừng giữa đường, cố gắng châm lửa hút thuốc. Một người khác là đàn ông chừng 30 mặc áo lao động xanh lam, đầu rất to, ngay dưới mép tóc đã là cổ áo như thể anh ta không có cổ vậy. Anh ta đang gặm dưa chuột bên bức tường đổ nát đối diện nơi này. Bên người còn có một lọ mắm mở nắp, mỗi khi cắn một miếng, anh ta lại chấm quả dưa chuột vào trong lò. Cuối cùng là một thanh niên 20 tuổi, để đầu đinh. Gương mặt cậu ta không tính là xấu nhưng đường nét không đẹp. Ngũ quan tập trung hết vào phía trong mặt mà nếu bôi vấn trắng cho khoảng giữa đó thì cậu ta sẽ thành vai hề trong vờ kịch cậu ta đã chạy tới bên xe đang tò mò nhìn ngó bên trong xe viêm thác quát lên cậu ta giật nảy mình đầu tiên là rụt cổ lại sau đó mới thò đầu nhìn về bên này rồi cười tươi giói. ôi anh đây là xe anh à đẹp thật đấy trên xe viêm thác có vấn đề tất nhiên anh luôn nghĩ về chiều hướng xấu nhất anh cảm thấy tình huống xấu nhất lúc này không ngoài hai tình huống sau một là tên mã ngố nghe bảo đầu óc có vấn đề kia giả vờ ngớ ngẩn anh ta đã trông thấy người bị trói ở cốp sau cùng những gì xảy ra khi ấy và bảo hết cho người trong thôn. Hai là bản thân cái thôn tên giam cửa này có vấn đề. Nói không chừng nó là Hắc Điếm của Tôn Nhị Nương phiên bản hiện đại, chuyên giết người cướp của những người đi ngang qua. Tôn Nhị Nương là một nhân vật trong thủy hử nổi tiếng với cái danh bà chủ Hắc Điếm bán bánh bao nhân thịt người. Tóm lại chạy là ổn nhất. Chẳng buồn chào hỏi người phụ nữ nọ anh rửa tay thật nhanh rồi đứng dậy vừa vung tay vừa đi tới bên xe sau lưng người phụ nữ kia muốn gọi anh lại nhưng chưa tìm được lý do gì chính đáng thấy anh đi tới gã thanh niên kia vội lôi lại nhường đường và ân cần bắt chuyện anh anh đến tìm người hả không tìm người tôi đi ngang qua tạt vào hỏi đường thôi trong nụ cười của gã thanh niên ẩn chứa chút gian xảo thôn bọn em ở tận trong cùng làm sao mà đi ngang qua được Thần kinh à, quản trời quản đất còn quản cả việc người ta có đi ngang qua không nữa. Viêm thác không để ý tới cậu ta, cứ lặng lặng mở cửa xe. Đang định bước vào xe, gã thanh niên lại giữ cửa lại. Viêm thác có dự cảm không lành, xem ra người và thôn này có vấn đề thật rồi. Anh bình tĩnh nhìn gã thanh niên, sao vậy? Bị anh nhìn như vậy, gã ta hơi hoảng, lúng túng buông tay ra nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, không có gì. Anh, muốn ra đường lớn, anh cho em đi nhờ một đoạn nhé. Viêm thác chưa kịp đáp không tiện đường, phía bên kia đã có người đáp lại với giọng uy hoài, sơn cường, đừng mơ giữa ban ngày nữa. Giữ mặt mũi chốt đi, đừng thấy xe người ta đẹp là muốn ngồi nhờ. Là gã đàn ông đầu to kia. Sơn Cường sụ mặt, quay lại mắng anh ta, liên quan gì đến anh. Gã kia nhét nốt màu dưa còn lại vào miệng, không thèm trả lời Sơn Cường mà liếc qua viêm thác, bây giờ đi luôn à? Hỏi đường xong không trả tiền chỉ đường à? Quả nhiên gặp phải xóm côn đồ. Viêm thác chẳng buồn gây chuyện, bao nhiêu tiền? Gã kia phủ tay đứng dậy bước chậm tới trước mặt viêm thác, giơ ba món tay lên, 300 tệ nhưng phải đưa tiền mặt. Tuy thời buổi này ví điện tử đã phổ biến khắp mọi nơi nhưng khi ra ngoài viêm thác vẫn luôn mang theo 1.000 tiền mặt để phòng. Mà so với mức giá lừa đảo, 300 vẫn tạm được. Anh cúi đầu móc tiền. Đúng lúc này, gã kia đập đầu vào ngực anh, đồng thời kêu lên, "Còn giả vờ gì nữa, xử nó." Ngay khi gã xông tới, Viêm Thác đã lùi lại phía sau theo bản năng nhưng gần như cùng lúc đó, tên Sơn Cường ở phía sau cũng nhào lên, ôm chặt lấy lưng Viêm Thác. Hai người, một người đâm phía trước, một người giữ phía sau làm Viêm Thác bị kẹt ở giữa tựa như chiếc sandwich. Thêm vào đó, anh đang định lùi lại phía sau thành ra cả ba người đều không đứng vững ngã lăn ra đất viêm thác nghĩ bụng tiêu rồi người còn chưa chạm đất đã cho gã đầu to một cú đấm móc làm đầu gã nghiêng sang một bên đang định quay người đứng dậy phần eo lại bị ôm lấy tên sơn cường kia không đánh nhau với anh mà chỉ ôm chặt lấy từ phía sau nhất quyết không chịu buông tay mấy chục cân đè lên lưng khiến anh đau muốn chết viêm thác thầm than khổ một giây sau gã đầu to nhào tới ba người tiếp tục hỗn chiến. Các cụ đã bảo hai năm đấm khó đấu lại bốn tay, tuy viêm thác nhanh nhẹn, luôn có thể khiến hai tên kia ăn đau nhưng chính anh cũng không thoát ra được. Ngay lúc đang sốt ruột, anh chợt thấy có người gia nhập trận chiến. Đó là ông lão chống gậy vừa rồi, lão ta đang khập khiễng xông tới đây với gương mặt hung hàn. Khi đến gần, lão dơ cao cây gậy, phang mạnh xuống. Viêm thác nảy ra một ý, dùng hết sức mình lật người lại đổi cho tên sơn cường lên phía trên vậy là cây gậy của lão già kia nện cả vào cổ sơn cường sơn cường hét lên thảm thiết buông lòng tay quay cuồng ở bên nhân cơ hội ấy viêm thác đứng dậy trôi ngay vào trong xe cửa còn hé mờ chưa kịp ngồi vững anh đã thấy cổ đau đớn lão già kia đã đuổi tới đâm thẳng kim tiêm vào gáy anh chẳng kịp nhìn thêm Viêm Thác kéo mạnh cửa xe khiến bàn tay thò vào bên trong của lão ta suýt gãy. Lão hét lên rồi giơ tay lùi lại phía sau. Không thể bỏ lỡ cơ hội, Viêm Thác cho xe chạy. Vốn dĩ đầu xe đang hướng về trong thôn nên lúc này anh chỉ có thể xông tiếp về phía trước. Đi hơn 10 mét, anh quay xe lại rồi xông thẳng ra ngoài. Sơn Cường và lão già kia đều bị thương, còn chưa bình tĩnh lại. Ban đầu gã đầu to đứng dậy như muốn chặn xe nhưng sau đó lại sợ bị đâm nên vội dịch sang bên. Ngược lại với anh ta, người phụ nữ vừa rồi lại ôm một chiếc ghế dài lao tới trước xe. Sao nào, định lấy ghế chặn xe à? Cũng chỉ là châu châu đá xe thôi. Viêm thác nhìn thẳng về phía trước, đạp ga phi tới. Người phụ nữ kia tưởng làm vậy sẽ khiến viêm thác phải dừng xe nhưng khi thấy khoảng cách hai bên chỉ còn hai, ba mét anh vẫn không có ý định dừng lại thì sờn tóc gáy vội vàng chạy sang bên. Chiếc xe lao vụt qua người thổi tung tóc làm bà ta run rẩy, ngã nhào ra đất. Chiếc xe chạy thẳng một mạch để lại đầy bụi đất, mã ngô đang khiêng súng tuần tra bên này, thấy xe chạy đi thì thắc mắc nhìn xung quanh, còn hỏi với theo, anh du kích không ở lại ăn cơ mà. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 7. Hành trình ngày hôm nay của nhếp cửu la vô cùng nhàm chán. Ba ngôi miếu lớn và khang trang, hai trong số đó còn bán cả vé nhưng những tượng điêu khắc bên trong đều mới tinh tay nghề bình thường nói thẳng ra là sản phẩm dây chuyền chẳng có tí ti đặc sắc hơn bốn giờ chiều sau khi tham quan hết môi miếu cuối cùng cô đi ra tìm xe chú tiền đang ngồi ăn đồ nướng và trò chuyện rôm giả với những người xung quanh trong một quán nhỏ gần đó nhắc thấy cô đi tới chú vội đứng dậy trả tiền rồi chạy tới nhiệt tình mở cửa xe cho cô Nhếp cửu la mồi vào hàng ghế sau, chúng ta về thôi. Cô cảm thấy rất mệt, nếu một ngày bận rộn mà thu hoạch đủ đầy sẽ chẳng mệt đến vậy. Sợ nhất là bận cả ngày lại chẳng thu được gì, bận không, mệt mỏi. Xe lên đường cái, chú tiền hơi bồn chồn. mấy hôm trước tôn chu còn lải nhải trong nhóm chat của công ty là cô nhếp này xem tượng đến mê mẩn, sao giờ lại thái độ thế này? Hay là không hài lòng với mình, mà sao đổi thành mình lại được về? Không được, phải làm gì đó kéo độ hài lòng của khách lên. Người ta có câu phong cảnh không đẹp thì dùng câu từ thay thế, câu từ không hay đổi thành truyền thuyết, không có truyền thuyết thì kể chuyện xuông. Vừa hay ban nãy nghe được đầy chuyện từ đám đông, thế là chú tiền hắng giọng, "Cháu nhiếp này, hôm trước bọn cháu tới thôn Hưng Bá từ nhỉ?" Nhếp Cửu La đáp, "Đúng vậy, hôm trước và hôm qua đều đi." Vậy cháu có biết chuyện hôm trước thôn Hưng Bá tử có người phụ nữ mất tích không? Nhếp cửu la sừng sốt một thoáng rồi nhớ ngay tới câu chuyện mà mấy bà cụ đánh bài Hanafuda dưới gốc Hòe Già ở thôn Đông Kỳ. Không ngờ cô còn có thể nghe tiếp đoạn đuôi câu chuyện. Vùng nông thôn rất là hay, đằng Đông đằng Tây đều nói chung một chuyện. Tìm được người đó rồi ạ? À? Chú tiền lắc đầu, không, đã tìm được đâu, nhưng nghe nói, nghe nói thôi nhé cô ta gặp phải chó sói. Hóa ra sau khi bắt gian không thành, chiều qua chồng người phụ nữ đó đã báo cảnh sát. Cảnh sát xử lý vụ án đến đâu, chú Tiền không biết được nhưng chú có một người gì sống ở thôn Hưng Bá Tử nên biết rất rõ chuyện nơi đó. Dì ấy nói rằng sau khi tin tức người phụ nữ kia mất tích được truyền đi, người dân trong làng rất quan tâm. Sáng nay họ đã tự kéo nhau đi tìm ở xung quanh, cả người già trẻ nhỏ cũng tham gia còn tìm luôn cả bên thôn đoài ngày thường ít khi tới. Nhếp cửu la bắt ngay được từ ngữ quan trọng trong lời chú tiền, sao bình thường lại ít qua bên thôn đoài à? Giờ nhớ lại mới thấy mấy ngày cô đến xem tượng ở ngôi miếu hoang đều rất yên tĩnh thôn đông, thôn đoài chẳng cách quá xa mà chưa từng gặp được người thôn đông đi tới bên này. Chú tiền đáp, thói quen đó, người nông thôn hay mê tín, họ cảm thấy thôn đoài không sạch sẽ. Quay về chuyện chính nhé đến bên thôn đoài họ tìm được mấy dấu vết bất thường một là những vết máu dài rác đã khô hai là những thân ngô đổ nghiêng về một hướng dọc theo dấu vết đó họ tìm tới được một hồ đất gần núi nói tới đây chú tiền bỏ một tay ra mở điện thoại trượt lên trượt xuống trong nhóm còn có ảnh chụp nữa ôi mấy người này nói chuyện lắm vậy lướt mãi vẫn không thấy đâu nhấp cửu la nhắc không cần cho cháu xem đâu kể miệng là được rồi chú chú ý lái xe đi. Chú Tiền vội vàng bỏ điện thoại xuống, cố gắng miêu tả cái hố kia, miệng hố được đào rộng ra, cả hố nằm nghiêng trong lòng đất. Hố sâu chừng 2, 3 mét, vừa tanh vừa hôi làm người ta muốn điếc mũi. Nhếp cửu la thắc mắc, chú bảo cô ta gặp chó sói kia mà. Trong hố có chó sói à? Câu trả lời của chú Tiền khiến cô giờ khóc giờ cười không có người cũng không có chó sói nhưng cái hố đó rất giống hố do chó sói đào. Chó sói thích đào hố làm ổ, móng cũng chắc khóe dễ đào nữa. Không có người, chỉ có cái hố giống ổ chó sói. Hóa ra gặp chó sói là do họ đoán. Nhếp cửu la thật sự không biết phải nói gì nhưng cô vẫn đưa ra ý kiến của mình. Cháu cảm thấy khả năng gặp chó sói không lớn. Dù chó sói có ăn thịt người thì cũng để lại xương chứ. Chú Tiền gật đầu, dì chú cũng bảo không phải chó sói. Dì ấy nói là, "Ôi, bà cụ 90 hay nói chuyện nhảm nhí." Nhấp Cửu La hào hứng, "Dì chú nói là cái gì thế?" Cô cảm thấy có là nói nhảm thì ý kiến của người 90 tuổi cũng vẫn đáng nghe thử. Vốn dĩ chú Tiền không định nói, nhưng nhớ tới việc Nhấp Cửu La hơi mê tín, có lẽ sẽ thích nghe mấy chuyện này nên lại đắc ý bảo, "Đây là gì chú lớn tuổi nên mới biết những chuyện này." chứ cháu mà đi hỏi người khác, dù là người sống ở đó từ bé cũng chưa chắc đã biết đâu. gì chú nói là miếu đổ quan âm đất không vui, ra ngoài gây rối. Miếu nào đổ? Chính là ngôi miếu hoang đó, ngôi miếu giữa ruộng mô ấy. Miếu đổ thì sao quan âm đất lại không vui? Miếu của người ta, nhà của người ta mà. Đây quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn, Nhấp cửu la hỏi thêm, đó là miếu quan âm ạ? À? Sao cháu thấy chẳng giống gì cả? Cháu cũng không trông thấy tượng Quan Âm trong miếu. Chú Tiền cười ha ha, cháu nhiếp, cháu tưởng đó là Quan Âm thật à? Đó là yêu quái, chẳng qua được gọi bằng cái tên hay ho thôi. Chú Tiền kể cho nhiếp Cửu La một câu chuyện ma quỷ trốn nông thôn. Rất nhiều năm trước, phải nói tới cuối nhà Thanh khi thôn Hưng Bá Tử vẫn chỉ là một thôn xóm vô danh. Khi ấy chẳng phân chia thôn đông, thôn đoài gì cả. Cách thôn mười dặm, có một đầm lầy như lớp ghẻ lở theo mùa, mùa đông đầm lầy đông cứng, mùa hè lại lầy lội vô cùng. Không biết bao nhiêu gà, vịt, heo, thậm chí là cả người trượt chân rơi vào đó. Mỗi khi nóng nực, mùi hôi thối lại sộc lên. Trong thôn có một hộ gia đình gồm một bà cụ và hai người con trai. Có năm trời thu mát mẻ, cũng tầm tầm như lúc này, người anh gánh thổ sản vào thành bán muốn vào thành phải đi qua đầm lầy nỏ. Bình thường dân trong làng đều đi vòng qua nhưng người anh muốn đi nhanh, lại cảm thấy đã sang tháng 9, đầm lầy không còn nhào nhoét nữa có thể đi qua được. Sau chuyến đi ấy, anh ta không trở về được nữa. Người em cảm thấy anh mình không thể mất như vậy được. Sau khi an ủi mẹ già, người em đi tìm theo dấu người anh. Anh ta tìm khắp ba ngày ba đêm trong đầm mà chẳng thấy anh đâu, chỉ gặp một cô gái trẻ tuổi đi chân trần đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ rách dưới. Cô gái đó tự xưng là theo gia đình tới nương nhờ họ hàng, trên đường đi gặp phải bọn cướp, bị lạc khói gia đình. Mấy ngày nay cô ta đều loanh quanh trong núi, chẳng được ăn gì. Thấy cô ta đáng thương, người em dẫn về nhà, người thôn quê hiếu khách, tuy còn đau buồn vì mất con nhưng bà cụ vẫn cố đôn nước cho cô ta tắm, còn mang quần áo bẩn của cô ta đi giặt. Đang giặt, bà chợt phát hiện điểm đáng ngờ quần áo của cô gái này không cùng kích cỡ cái lớn cái nhỏ đa số là những món đồ cũ nát món duy nhất còn ra hình ra dạng là một chiếc quần đen mà chiếc quần này là quần kiểu nam bà cụ nhớ tới ngày người con cả ra đi cũng mặc chiếc quần y như vậy thời buổi đó quần áo người trong thôn đều đơn giản quần đen thuộc dạng phổ biến sợ mình nhìn nhầm bà cụ còn lần theo đường may bên mép quần quần áo con trai đều do bà may đường may của mình tất nhiên bà sẽ nhận ra. Đây quả thực là quần của người anh, bỏ vào trong nước, mặt nước còn loang ra thứ màu đỏ như máu. Nghe tới đây, nhấp cửu la không kìm được câu khen, chú kể tỉ mỉ ghê, có thể đi viết sách luôn được ấy à. Ban đầu cô tưởng người cục mịch như chú Tiền sẽ thuộc dạng người không biết kể chuyện, ngờ đâu chú lại kể mượt mà, dễ hình dung tới vậy. Chú Tiền đáp, bởi vì nhớ kỹ đó hồi nhỏ chú từng sống ở thôn Hưng Bá Tử, dì chú hay kể chuyện này trước khi ngủ. Trời ơi, khi đó nông thôn thường xuyên mất điện, tối mù. Cháu nghĩ mà xem, chầm nến nghe chuyện ma cả đêm chằn chọc. Nhấp cửu la cười, dì chú cũng gan, sao lại kể cho trẻ con nghe những chuyện như này chứ? Chú Tiền cũng đồng tình, trẻ con hồi đó được nuôi thả, lúc bị dọa ma, lúc bị dọa chó sói. Giờ thì khác, vẻ con bây giờ quý giá lắm nhỡ nói cái gì chúng lại bị ám ảnh bà cụ đi hỏi cô gái nhỏ, cô ta bảo quần nhặt được ở trong núi chỗ xa xa còn có một chiếc giày rơm rách nát trên giày cũng dính đầy máu do không tìm được chiếc còn lại không ghép đủ đôi nên cô ta không lấy để đi nhưng cụ thể là chỗ nào trong núi thì cô ta không biết đường không nói rõ được vậy chắc chắn là gặp chó sói rồi bà cụ than khóc một hồi nhưng cũng chỉ có thể khóc một hồi thôi bởi người dân vùng núi lên núi kiếm ăn ăn của núi lâu rồi thỉnh thoảng bị núi ăn lại cũng không phải chuyện gì lạ lẫm số người trong nhà giảm bớt nhưng cũng may đã nhanh chóng được bổ sung cô gái đó không có chỗ đi ở lại nhà bà cụ làm vợ người em nhưng bà cụ cũng chẳng vui gì thằng hai nhà bà vụng về còn cô gái này lại quá đẹp với kinh nghiệm bao năm Bà cảm thấy hai người họ không được lâu dài mà cô gái kia tám phần là Phan Kim Liên. Người trong thôn cũng nói nàng dâu này trông là biết lăng nhăng, một ngày nào đó sẽ bỏ theo trai. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ chan hòa đầm ấm. Những kẻ lưu manh chọc ghẹo đều bị người vợ đuổi đi, không những vậy những ai có xích mích với nhà họ đều gặp chuyện suối quỷ không phải gà bị vặn đứt cổ thì là nồi cơm bị đập vỡ đáy chính cho nên lại có lời đồn rằng người vợ này là yêu quái trên núi, có bản lĩnh lạ thường. Lúc mới đầu bà cụ cũng sợ, sau này nghĩ thoáng hơn, yêu tinh hay yêu quái thì có sao, chỉ cần cô ta che chở người nhà, không hại người nhà là được. Qua một, hai năm ngoài việc người vợ mãi chưa có mang, thì cuộc sống vẫn êm đềm. Nhưng trời đổ bão bất ngờ, có ngày thôn gặp họa lớn, còn liên tiếp hai đợt, trước là động đất sụp nhà, sau là xét đánh cháy rừng, quây kín cả thôn. Cũng chỉ biết trách người vợ xui xẻo. Hôm đó bà cụ và người chồng xuống đồng làm việc, chỉ có mình cô ta ở nhà nấu cơm. Lúc đầu động đất, cô ta bị xà nhà rơi đè trúng người, không động đậy được, sau đó cháy rừng lại phải trơ mắt nhìn ngọn lửa gặm cắn bản thân. Khi được mọi người cứu ra, cô ta đã bị thiêu rụi như một khúc gỗ thông. Cơ thể cháy đen, dì ra những dòng máu kèm mù vàng, con mắt sáng trong vẫn đang khóc bà cụ và người chồng khóc lóc om sòm, còn người vợ lại khá bình tĩnh. qua giọng nói mỏng manh, người vợ bảo mình chết cũng không sao, nhưng còn tiếc nuối vì chưa sinh được con nối dõi cho gia đình chồng. muốn chồng thấy chồng lấy vợ sinh con thì mới nhắm mắt được. thế lèo suốt mười dặm xung quanh, ai nấy đều khen cô ta có đức hạnh, còn có người bảo lên huyện để lập đền thờ cho cô ta đây đều là những chuyện ngoài rìa. Tóm lại là chẳng bao lâu sau người chồng đã sửa sang nhà cửa và cưới cô vợ khác. Nhếp cửu la nghĩ bụng, ha ha, đàn ông. Người vợ mới không xinh đẹp nhưng cơ thể khóe mạnh, giỏi lo liệu trong ngoài, việc nhà việc nông đều làm tuốt. Chưa tới một năm, người vợ mới đã mang thai. Trong lúc đó, người vợ như khúc gỗ thông nằm trong phòng xếp, không nói năng gì, ăn uống cũng rất ít như đang nằm chờ chết. Đến ngày sinh, người vợ mới sinh được một thằng cu mũm mĩm khiến cả nhà đều vui vẻ. Bà cụ bận chăm sóc con dâu mới, còn người chồng đi báo tin mừng cho vợ. Chuyến đi này của người chồng cũng một đi không trở lại như anh mình. Bà cụ nóng ruột vào phòng xếp tìm mới phát hiện trong phòng trống không, trên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài tối om như mực, gió cuốn tuyết bay còn có vết móng. Nói tới đây chú tiền hỏi, cháu đoán xem chuyện là thế nào? Nhấp cửu la ngẫm nghĩ, tối khuya gió cuốn tuyết bay lại còn thôn dựa núi bình thường vào mùa đông chó sói không tìm được đồ ăn trong núi sẽ mạo hiểm vào thôn trong tiểu thuyết nổi tiếng của lỗ tấn a à, mau con trai thím tưởng lâm cũng bị sói bắt đi vào hoàn cảnh ấy cô đáp cháu đoán không phải là chó sói chú tiền ngạc nhiên tại sao trước đó gì chú bảo bọn chú đoán bọn chú đều đoán là chó sói nhấp cửu la cười Chính vì mọi người đều đoán là chó sói nên cháu mới bảo không phải đấy. Nếu dễ đoán thế thì người ta còn bảo đoán làm gì? Câu này hơi khó hiểu làm chú tiền nghĩ mãi, nhưng nhấp Cửu La nói đúng, khi đó gì chú cũng bảo, gì biết ngay các cháu sẽ đoán là chó sói mà. Mấy đứa nhóc các cháu, trên đời còn nhiều thứ đáng sợ hơn chó sói lắm. Bà cụ cũng đoán là chó sói, bà vơ vội chiếc liềm và một cây củi đang cháy dưới bếp chạy ra sau nhà tìm. Tuyết trên đất chưa nhiều, chỉ có một lớp mỏng nhưng vẫn có thể nhìn thấy dấu mờ. Dấu vết để lại chỉ về phía gốc hoè ra gần đó. Cây hoè này năm trước cũng bị đốt cháy thành than nhưng mấy tháng trước đã bắt đầu mọc cành non, trên cành lúc này vẫn còn nguyên trùm hoa. Hoè rất hiếm khi nở hoa vào mùa đông, người trong thôn bảo đây là điềm lành, bà cụ cũng tin là vậy nhưng lúc này bà lại cảm thấy là điểm yêu ma xuất hiện phía sau cây có tiếng gặm nhấm. chương 8, bà cụ thấp thỏm ngó sang, vừa nhìn, bà đã dần nảy mình như bị điện giật, chiếc liềm trong tay rơi cạch xuống đất. Bà nhìn thấy cô con dâu trái sạm đang gặm cắn thi thể người con thứ của bà. Phần cơ thể từ ngực đổ lên của anh ta đã bị ăn sạch, hai cánh tay và hai cẳng chân rũ trên đất, thỉnh thoảng vẫn còn giật nhẹ do phản ứng tự nhiên của thần kinh. Nghe được tiếng động, người con dâu quay đầu lại, nhếch mép cười với bà cụ. Gương mặt cô ta đen xì, sau đôi môi cháy mất phân nửa là hàm răng trắng hiếu, giữa những kẽ răng dính đầy máu thịt. Cô ta có một đôi mắt lấp lánh cùng mái tóc xác sơ như rơm dạ buông thõng sau đầu sau vụ cháy. Tóc cô ta đã bị thiêu rụi mà từ lâu bà cụ đã không để ý tới cô ta, cũng chẳng rõ mái tóc đó mọc lại như cây khô nảy mầm từ bao giờ. Bà cụ chết chân, mất xỉu tại chỗ mà chẳng kịp thốt lên nửa lời. Trước khi ngất đi, bà thấy mang máng người con dâu sách phần thi thể còn dư của con trai mình lên, xông vào bóng đêm đen như mực. Chú Tiền dừng câu chuyện ở đây. Trời sắp tối, xe cộ trên đường cũng ít đi. Vào thu, cây cối bắt đầu rụng lá khiến khung cảnh xung quanh trở nên tiêu điều. Có chừng 10 giây, hai người đều im lặng. Lúc ấy nhấp cửu la đang suy ngẫm câu chuyện vừa rồi, còn chú Tiền bận tìm chuyện để nói. Hồi nhỏ khi nghe câu chuyện này, Chú chỉ biết sợ thôi. Đến khi lớn rồi nghĩ lại mới thấy mặt logic của câu chuyện này không ổn lắm. Nhấp cửu la cũng có cảm giác tương tự, chú nói thử xem. Chú tiền nói thẳng sự nghi vấn của mình, cháu nói xem, cô ả à yêu quái đó quá giỏi nhẫn nhịn. Tại sao phải đợi một, hai năm sau mới ăn thịt ông chồng mà không ăn luôn từ đầu? Nhấp cửu la ngẫm nghĩ, có lẽ là do cô ta bị thương, cần bổ sung năng lượng chú Tiền lắc đầu lia lịa, no, no, no. Câu chuyện này chú Tiền nghe từ nhỏ tới lớn, mấy chục năm nay cứ khi nào rảnh rỗi lại lôi ra suy ngẫm. Thứ nhất, nếu cô ta bị thương cần bổ sung năng lượng thì sao lúc vừa bị thương không bổ sung mà phải đợi tới một năm sau mới bổ. Còn muốn cho gia đình đó có con nối dõi nữa, tốt quá vậy. Thứ hai, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, sống chung lâu dài đều có tình cảm. Người trong xóm đầy ra đó cô ta có thể nhặt bừa một người để bồi bổ, bé trai, bé gái gì cũng có, có gì phải dùng người trong nhà. Ông chú này còn coi câu chuyện là thật nữa, nhiếp cửu la bật cười, chuyện mà, đa phần truyền thuyết dân gian đều vậy, không thể soi xét tỉ mỉ được. Chú tiền thở dài, gì chú cũng bảo vậy, hễ chú tranh luận là gì ấy lại nổi nóng, bảo với chú là gì nghe được như vậy, gì đâu biết yêu quái nghĩ thế nào. Càng già càng khó tính. Đúng mà, lòng người cách một cái bụng, còn chẳng thể biết người khác nghĩ thế nào, nói chi đến yêu tinh. Nhếp cửu la hỏi tiếp, sau đó thì sao ạ? Câu chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Khi bà cụ tỉnh dậy, con trai và con dâu đều mất tâm, chỉ còn lại vũng máu đông cứng thành băng dưới gốc hòe già nhắc nhở bà những gì trông thấy không phải ảo giác. Tiếng gào khóc của bà gọi xóm làng tới, mọi người vác cuốc, sách dao, cầm đuốc lần theo vết máu tới bên Đầm Lầy. Giữa tiết trời lạnh buốt, gió rít như tiếng quỷ than, không ai dám đi tiếp đành phải kéo nhau ra về. Mà hôm sau, tuyết dày như chăn, khắp nơi trắng xóa chẳng còn chút dấu vết nào. Đầm Lầy, lại là Đầm Lầy, người con cả vội vã, chọn cách đi qua Đầm Lầy rồi không về nữa. Người con thứ đi tìm anh, gặp được con dâu trong Đầm Lầy mà người con dâu tới từ đầm lầy mặc chiếc quần đen của con cả, sách theo một nửa thi thể người con thứ, biến mất ở đầm lầy. Đầm lầy, lúc này bà cụ đã thật sự thấy sợ đầm lầy. Không chỉ bà mà người trong thôn cũng bắt đầu hoảng sợ khi nhắc tới đầm lầy. Nỗi sợ ấy kéo dài khắp miền quê dãy núi tần ba dài rộng là vậy, ai biết bao giờ thứ đó tìm tới nhà mình. Đủ thứ tin đồn trào lên như nước sôi, lý đại bên thôn lý trông thấy người con dâu xách một con heo chỉ bằng một tay vương thất ở thôn vương lên núi chặt cây trông thấy một con chó sói bị mổ bụng mà người con dâu cháy xém như khúc củi kia đang ngấu nghiến ruột gan chó sói mái tóc đã dài đến lưng làm lúc đi lại trông cô ta hệt như một cây cọc gỗ khoác thêm lớp tơ nhện nặng nề vậy là lòng người hoang mang thậm chí rất nhiều người còn sợ tới độ phải xa xứ sự việc truyền tới tay huyện lệnh nhưng vì có liên quan tới yêu ma quỷ quái, họ không dám báo lên giữa thời thanh, vụ án gọi hồn ở Giang Nam từng dẫn tới việc khủng hoảng yêu thuật càn quét hơn nửa Trung Quốc. Tương truyền rằng người thực hiện có thể cắt đứt bím tóc và hút hết dưỡng chất trong linh hồn người bị hại thông qua họ tên, quần áo người đó. Lời đồn đãi về yêu thuật ấy được truyền bá nhanh chóng, cũng dẫn tới sự khủng hoảng của người dân khắp nơi trong dân gian bắt đầu xuất hiện những hành vi trừng phạt đối với người thực hiện yêu thuật. Tháng 6, lời đồn truyền bá đến thượng nguồn sông Trường Giang. Đầu thu truyền tới Hoa Bắc, Hà Bắc, Sơn Tây, Bắc Kinh. Tháng 10 truyền tới Thiểm Tây, Cản Long Hoàng đế Trung Quốc lúc bấy giờ ra lệnh điều tra nghiêm ngặt trong cả nước. Sau 3 tháng điều tra đã nhận định sự kiện yêu thuật đó chỉ là lời đồn. Người đứng đầu thời đó vô cùng tức giận trước tình cảnh ấy, đã chém đầu không ít quan lại. Thành thử huyện lệnh chỉ có thể mở họp, cố mọi cách tìm người tài có thể diệt yêu. Lại qua một năm, giữa tháng chạp rét đậm, một đạo sĩ tha phương ngang qua nơi này. Sau nhiều lần bấm đốt ngón tay và xem quẻ, đạo sĩ đó bảo rằng hang ổ của yêu quái nằm ở trong đầm lầy, muốn diệt được mối họa phải sửa sang đầm lầy trước. Nghe tới đây, Nhiếp Cửu La bật cười, hướng đi của câu chuyện này quả là trầm bổng, mới đầu cô tưởng chuyện ma quái nông thôn sau nhảy sang làm việc tốt và lấy thân báo đáp, sau nữa lại thành chuyện kinh dị máu me, còn nay cua gắt thành tuyên truyền bảo vệ môi trường. Thấy chú Tiền sừng sốt vì nụ cười của cô, nhấp cửu la kìm lại để chú kể tiếp. Gì chú bạc, cách làm của đạo sĩ ấy lớn lắm, phải mấy ngàn người chạy tới xem lận những năm ấy người Trung Quốc ít lắm, mấy nghìn người là bằng cả họp chợ lớn rồi. Nhấp cửu la suy nghĩ một thoáng, với mật độ người cuối thời thanh, lại còn là thôn xóm gần núi thì việc mấy nghìn người cùng xuất hiện đúng là cuộc hội họp lớn đạo sĩ mà nhiều bước khó hiểu lắm nếu bảo kể chi tiết từng bước một gì chú cũng không miêu tả được Dì chỉ bảo cuối cùng có hơn trăm người nổi lửa nung chảy thép trên khoảnh đất trống nhếp cửu la không hiểu lắm nung thép làm gì ạ à? rèn sát ta à? chú tiền đáp mùa đông đầm lầy đông cứng lại nhưng không chỉ đông cứng mà còn nứt ra thành vô số khe hở đạo sĩ đó tính ra được yêu tinh ở dưới đầm lầy mà nên họ định đổ nước thép vào bên trong, chặn luôn cửa nhà cô ta lại để cô ta không ra được nữa. Nhếp cửu la giật mình, biện pháp này tuy thô bảo nhưng nghe rất sảng khoái và cũng có tác dụng thật. Chú tiền tặc lưỡi, đó là công trình lớn phải có nhiều người mới làm được nhưng Trung Quốc ta xưa giờ vốn đông người mà. gì chú nói lần nung thép này làm suốt ba ngày ba đêm, Tối đến nước thép bắn tung như pháo hoa, đẹp lắm. Ấy cháu nhiếp, cháu trông thấy người ta nung thép bao giờ chưa? Đó là đặc sản của huyện Mễ Chi, thiểm Tây Bọn chú đấy, rất đáng xem. Không hổ danh người làm du lịch, kể chuyện ma cũng có thể lai like về nghề chính. nhiếp cửu la dẫn về câu chuyện gốc, sau khi đổ nước thép thì thế nào chú? Thì xong chuyện đó, đạo sĩ kia đi tiếp còn xóm làng lại sinh sống như bình thường không biết có phải đầm lầy đó bị nước thép làm đông lại không mà sang hè không còn lầy lội nữa. Sau này người trong thôn cảm thấy để mảnh đất đó trơ trọi trông cũng sợ nên gánh đất từ nơi khác tới, trải hết mảnh đó lại. Có đất, có mưa nhiều năm đổ xuống, có những hạt giống được gió thổi tới hoặc các loại chim chóc tha tới, dần ra mảnh đất ấy mọc đầy các loại cỏ dại, trở thành mảnh đất hoang thường thấy ở các vùng nông thôn. Nói tới đây, chú Tiền chợt nhớ lại một chuyện, thuở nhỏ nghe xong câu chuyện này, chú và mấy người bạn còn sách sẻng qua đó đào thử xem có thấy thép không đào sâu hơn một mét mà chẳng thấy gì, chỉ tổ mệt với bẩn Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, do chu trình thạch học và sự ảnh hưởng của hoạt động con người, lớp đất trên bề mặt vẫn luôn dày lên. Chu trình thạch học hay còn gọi là vòng tuần hoàn của đá nằm ở lớp thạch quyền thuộc vỏ trái đất. Một chu trình thạch học tiêu biểu, magma, đến đá magma phun trào đến trầm tích, đến đá trầm tích, đến đá biến chất, đến magma. Cũng giống như nước hay nhiều loại hợp chất khác, chúng biến đổi tuần tự theo một chu trình xác định và quay vòng một cách có hệ thống tạo nên vòng tuần hoàn khép kín. Nhấp Cửu La hỏi, thế ngôi miếu thì sao ạ? À? Thì là người đạo sĩ kia đi đó, ông ấy bảo là đã nhốt à yêu quái kia rồi nhưng người trong thôn vẫn không yên tâm. Người nhà quê hay mê tín, họ cảm thấy nên dựng môi miếu thờ cúng vẫn hơn. Thảo nào, nhếp cửu la nhớ tới bức tượng có vẻ ngoài yêu mị kia. Miếu ở Trung Quốc thường thờ cúng hai loại. Một là thần Phật phổ độ chúng sinh, có thể mang tới những sự yêu việt cho mình như Phật Tổ, Bồ Tát, Thần Tài. Loại còn lại là yêu ma quỷ quái, thờ cúng họ là vì sợ và hy vọng họ không gieo hỏa cho mình, có gieo chỗ khác không thì tùy họ. Dựng miếu nhưng lại không dám nói là miếu thờ yêu quái, người ngoài nghe được sẽ xấu hổ vậy là dân làng bảo thờ quan âm nhưng rõ ràng đó là yêu quái nếu gọi yêu quái là quan âm lại sợ quan âm thật tức giận nên gọi lái thành quan âm đất yêu quái sống dưới đất mà nói tới đây nhấp cửu la đã gần như hiểu hết mọi chuyện sau này phân chia thành phố thôn hưng bá tử phân chia thôn đông thôn đoài thôn đoài vừa hay là mảnh đất có ngôi miếu đó người dân trong thôn kiêng kỵ nên không mấy khi tới thôn đoài bảo là ở đó không sạch sẽ đúng không ạ? À? Đúng là thế nhưng cũng không phải chỉ có thế. Chú Tiền bổ sung thêm, cái này gọi là gì nhỉ? À, vòng đạo đức, bởi vì dân trong thôn ít tới thôn đoài nên xác suất xảy ra án giết người cướp của tương đối cao, mà vì tới đó dễ thiệt mạng nên mọi người lại càng ít tới. Cho nên ngày qua ngày, nó thành một tập quán, chứ cũng không có liên quan nhiều tới ngôi miếu đó. Và lại bây giờ đâu còn mấy người biết câu chuyện quan âm đất này. nhấp cửu la gật đầu, dựa lưng vào thành ghế. Vừa rồi mải mê quá, cô cũng chẳng rõ mình đã ngồi thẳng dậy từ khi nào. Dừng lại một thoáng, vẫn cảm thấy dư vị chưa tan, câu chuyện này thú vị ghê, còn thú vị hơn tới thăm miếu nữa. Cô nhất định sẽ viết lại câu chuyện này vào lúc ghi chép đêm nay. Vốn dĩ hành trình hôm nay đang nhàm chán, bỗng dưng lại được tô điểm bởi câu chuyện này. Được khách hàng khen ngợi, chú Tiền mừng rơn. Chợt, nhiếp cửu la lại nghĩ tới một vấn đề thế cái câu miếu đổ quan âm đất không vui ra ngoài gây rối có căn cứ gì không ạ à? chú tiền chép miệng đó là do mê tín thôi sau thời thanh nước ta chiến tranh suốt nội loạn cũng nhiều giặc tóc dài bạch liên giáo giặc cướp đảo chính gì đó mỗi lần chiến tranh thôn xóm lại bị ảnh hưởng mà thôn bị càn quét miếu không đổ sao được ngồi miếu ngày nay cháu thấy tuy đã được tu sửa trước giải phóng rồi nhưng đó không phải phiên bản đầu tiên dì chú quá cổ hủ luôn cảm thấy miếu đổ sẽ có tai họa kiên quyết đổ mọi tội lỗi lên đầu yêu quái nhưng thật ra đó đều là mối họa từ con người nên miếu mới đổ ô ơ má ơi nói tới câu cuối chú tiền bỗng suýt xoa tốc độ xe cũng giảm mạnh con đường phía trước vắng vẻ không xe không người càng chẳng có chó mèo đi qua nhấp cửu la ngạc nhiên sao thế ạ chú tiền chỉ tay trách về phía trước Cháu xem chỗ rào chắn kia. Có sự nhắc nhở của chú tiền, nhấp cửu la mây chú ý tới đằng trước có một đoạn rào chắn bị đâm gãy. Phần đứt gãy còn rung khẽ, trông khá thảm thiết. Nhưng với người thường xuyên đi đó đây như cô đã quen với chuyện rào chắn đường bị đâm gãy hay xe bốn bánh nằm trồng ngược ở ven đường rồi. Không có gì hoàng hốt cả, chắc là đã có tai nạn ở đó. Cô lại nhìn lướt qua đoạn đường xung quanh nhưng không thấy xe, chắc hẳn đã đi rồi. Ngay dưới rào chắn là nương rẫy, xa một đoạn là một mảng đay lớn. Đây là loại cây có thân cao, cây cao nhất có thể lên tới 2, 3 mét. Mấy năm trước ở nông thôn còn nhiều người trồng loại cây này nhưng sau này đều đã chuyển sang các loại cây công nghiệp khác. Những ruộng đay còn sót lại đa phần là ruộng hoang. Chú Tiền thổn thức, vụ này mới xảy ra hôm nay thôi. Sáng nay lúc chúng ta đi qua, rào chắn vẫn còn nguyên vẹn. Thân là tài xế, Chú Tiền rất quan tâm khi đồng nghiệp gặp sự cố. Chú cho xe chạy chậm lại, đi sát vào rìa và liên tục mó ra bên ngoài. Nhìn một hồi, chú đạp phanh xe, "Không đúng, không đúng, cháu xem kia, cháu xem vết bánh xe kia." Lúc này xe đã tới gần chỗ rào gãy, nương theo ánh đèn, cô có thể thấy rõ, trên sườn đồi chỉ có hai vết bánh xe thẳng tắp, nếu chiếc xe gặp nạn kia đã đi thì vết bánh xe phải lộn xộn mà ở hiện trường tai nạn cũng phải có dấu chân người cứu hộ lại nhìn theo vết bánh xe nó kéo dài tới tận ruộng đay và xung quanh có không ít cây đay đứt đoạn chắc là do xe lao tới làm gãy nhưng thân đay khá mềm và dẻo dai chỉ cần không gãy là nó có thể dựng thẳng lại được ít nhiều cho nên bọn cô không thể nhìn thấy tình huống bên trong ruộng đay tài xế có hai kiểu người một là người thở ơ với tai nạn do đã gặp nhiều Hai là rất nhiệt tình giúp đỡ, bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người gặp nạn, họ cũng mong muốn hôm nào mình gặp khốn khó cũng có người nhiệt tình giúp. Chú Tiền thuộc kiểu người thứ hai. Chú cởi phăng dây an toàn, trời đất, người này không phanh xe mà lao thẳng vào ruộng à. Đừng bảo người và xe vẫn còn ở trong ruộng nhé, chú phải xuống xem thử, biết đâu cứu được người ta. Nhếp cửu la nhìn về phía ruộng đây, cây thân cao, lại là cây thân cao. Cô nhớ tới ruộng mô ở thôn Hưng Bá Tử. Hiện tại cô thấy ghét những chỗ như này. Trồng toàn cây thân cao vừa dày vừa nhiều là che kín cả tầm mắt. Chẳng ai biết bên trong có những gì. Cô muốn nhắc nhở chú Tiền phải cẩn thận hoặc mang theo cây gậy phòng thân nhưng chỉ một thoáng. Chú đã chạy đi tận xa rồi. chương 9, mặc dù xe đã đổ sát lề đường và con đường này gần như không có xe qua lại. Nhưng trời đã sập tối. Để đảm bảo an toàn, nhấp cửu la vẫn đặt biển cảnh báo hình tam giác làm từ vài huỳnh quang từ trên xe ra theo hướng xe chạy rồi mới xách đèn pin đi theo trên đường đi cô còn dừng lại nhặt một cục đá vừa đến bên ruộng đây, đã nghe tiếng chú tiền vọng lại từ bên trong ôi chú em thế này thế này phải làm sao nhấp cửu la bước vội về phía giọng nói lọt vào mắt cô là một chiếc xe địa hình trắng trông rất quen mắt nhìn về phía đầu xe thấy có tấm chắn chống va chạm không phải là viêm thác chứ. Cửa bên ghế lái đã mở, chú Tiền đang đứng cạnh cửa, xoa tay không biết phải làm sao, chú không biết cấp cứu. Có phải không được tùy tiện di chuyển người bị thương không? Vậy phải gọi 120 nhỉ? Nhếp cửu la đến bên cửa, soi đèn pin vào trong xe, túi khí đã bung, viêm thác đang mất xỉu trên ghế lái trong tư thế ôm túi khí. À, nói là ngủ say thì đúng hơn vì cô có thể nhận thấy hơi thở của anh ta rất bình thường không hề phập phồng như người bị thương nhếp cửu la nhìn sang ghế lái phụ theo bản năng con vịt bông kia chẳng được may mắn như vậy cơ thể nó không vừa vặn với chiếc dây an toàn nên khi xảy ra va chạm nó đã rơi xuống sàn xe còn rơi với tư thế ngã lộn nhào chồng mông lên trời nữa mà bên cạnh con vịt bông có thứ gì đó lóe sáng nhếp cửu la ném đá đi đầy túi khí ra rồi cúi người nhặt thứ đó lên đó là một chiếc bơm kim tiêm nhưng khác với loại bơm kim tiêm hay dùng trong bệnh viện, kim tiêm này khá to, ống tiêm có khắc vạch làm từ inox và thủy tinh. Bên trong còn hơn nửa ống thuốc màu nâu nhạt. Xoay ống tiêm một vòng là có thể thấy được dấu in nổi ở phía bên trái. Hàng inox bình thường hay in nổi logo thương hiệu hoặc số 304 để nêu rõ chất lượng inox, nhưng dấu in nổi này lại là một chữ Hỏa viết theo lối chữ tiểu triện không biết chữ tiểu triển cũng không sao vì chữ hỏa trong tiểu triển cũng không khác mấy so với chữ hỏa hiện đại. Chú tiền hít hà, hút, hút ma túy à? Chú tiền chưa gặp ma túy cũng như cách hút bao giờ, chỉ biết trong báo có ghi có phương pháp tiêm. Thấy viêm thác mê man lại thêm nhiếp cửu la cứ quan sát ống tiêm mãi, chú bắt đầu nghĩ tới chiều hướng không tốt. Nhiếp cửu la thấy khá buồn cười, chỉ vào kim tiêm, đường kính quá một mm rồi, kim to như này tất nhiên không phải loại tiêm cho người. Tiếp đó cô nhìn vào gáy viêm thác, anh nằm sấp nên cũng chẳng khó để tìm được lỗ kim trên gáy. Nghe cô nói ra hình ra dáng có vẻ rất chuyên nghiệp, chú tiền chợt thở phào. Đang định nói gì, chú lại nghe viêm thác rên gì. Thấy anh định ngừng đầu lên, chú tiền vừa mừng vừa lo, chú em không sao đấy chứ. Ấy, ấy, chú em đồng. Viêm thác cảm thấy bên tai đầy những tiếng nói chuyện ồn ào, đầu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, người ngợm choáng váng nghiêng trái nghiêng phải. Anh mò mẫm cởi dây an toàn, lảo đảo xài bước xuống xe suýt thì ngã sấp xuống đất. Vừa giữ mình đứng vững lại, bụng anh đã xôn xao. Sau khi chống đầu gối cúi người nôn khan mấy tiếng, viêm thác lơ mơ, đây là đâu thế? Chú tiền quả là con người nhiệt tình, từ lúc anh xuống xe đã luôn dơ hờ tay sợ anh ngã như con mỗng mẹ bảo vệ đàn con. Chú em, chú bị tai nạn đừng đi quá nhanh, tốt nhất là đừng di chuyển. Nào, ngồi xuống trước đã, từ từ thôi. Đã có chú tiền trông chừng, nhấp cửu la chẳng buồn ngó ngàng tới anh nữa. Cô soi đèn xuống hàng ghế phía sau, ánh đèn bao trùm lấy chiếc vali nằm nghiêng. Câu nói của chú tiền vang vẳng bên tai, chắc chắn trong vali có đồ quan trọng quan trọng đến đâu cơ chứ? Một vali kim cương à? Cô nheo mắt nhìn Viêm Thác, anh đang mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, đầu vùi trước ngực quay lưng về bên này. Chú Tiền gọi cô, "Cháu Nhiếp, trên xe có nước không?" Anh chàng này còn chưa tỉnh táo lắm, uống nước vào chắc sẽ đỡ hơn. Nhiếp Cửu La cúi người thò đầu vào trong xe nhìn mó xung quanh, không có. Còn chưa dứt lời, tim cô bỗng giật thót. Chiếc xe này là kiểu nóc liền Vừa rồi cô đứng ngoài xe sẽ không thể nhìn thấy bên trong cốp xe, nhưng nay thò người vào trong, lại có ánh đèn soi rọi, cô đã thấy được rõ ràng, trong cốp có một chiếc túi vải buồm, hình dạng hơi kỳ lạ. Túi vải buồm, từng hình ảnh lướt nhanh trong đầu cô, túi vải buồm mà Viêm Thác ném mạnh vào trong cốp xe ở thôn Hưng Bá Tử và chiếc túi mà gã đàn ông xấu xí xách ra khỏi phòng Tôn Chu là cùng một cái ư? Càng nhìn cô càng thấy giống. Tim Đập Thình Thịch cô quay ngoắt lại nhìn viêm thác. May mắn anh đang giơ tay chống chán, vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nhếp cửu la nhanh chóng bước vào hàng ghế phía sau, lưng ghế bên dưới rất cao, muốn trèo qua đó không phải việc dễ dàng. Cô bám vào lưng ghế, cố gắng thò người ra sau, đồng thời duỗi thẳng cánh tay kéo khóa của chiếc túi. Một lần, hai lần, cơ bắp ở eo cô đã bị kéo căng tới mức đau nhức cuối cùng chiếc khóa đã bị kéo ra chừng 10cm sau lần cố gắng thứ ba gương mặt trắng bệch không còn sức sống của tôn chu như đột nhiên nhảy ra bị ánh đèn chiếu vào gương mặt ấy trắng tới mức sưng vù và trong suốt da đầu nhiếp cửu la tê dại nhưng được cái vẫn còn tỉnh táo nên khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cô đã lập tức quay người lại là viêm thác anh đang vừa giơ tay đỡ đầu vừa lảo đảo đi về bên này bên cạnh anh không còn bóng dáng của chú tiền nữa không biết đã đi đâu rồi lúc này cô muốn kéo khóa lại cũng đã không kịp nữa. Nhếp cửu la vờ như không có việc gì, đồng thời khẽ dịch người cố gắng tránh né ánh mắt viêm thác. Đi tới tận cửa xe mới trông thấy có người bên trong, viêm thác nhíu mày, cô. Là ai, ở trên xe tôi làm gì? Nhếp cửu la cười gượng, tôi tìm nước, bạn tôi đâu? Lấy nước rồi, trên xe tôi không có nước. Trong lúc nói chuyện, một chân anh đã bước lên xe ngay khi trôi được nửa người vào xe bầu không khí xung quanh chợt trở chợ nên căng thẳng cái trạng thái căng thẳng đó đến cả nhiếp cửu la cũng cảm nhận được trạng thái này cũng không khó hiểu nó tựa như một người ngủ quên dây trước còn mơ màng dây sau chợt nhận ra má ơi đến muộn sẽ bị trừ lương rồi lập tức tỉnh táo lại ngay thậm chí gai ốc trên người cũng nổi hết cả tình huống của viêm thác đúng là như vậy chỉ trong một cái chớp mắt anh đã tỉnh táo hẳn, thậm chí còn cảnh giác hơn bởi anh đã nhớ hết sự cố lúc trước, hoàn cảnh nguy hiểm của mình và cả bí mật trong xe. Chính cho nên người anh lúc này căng như dây cung. Anh ngẩng đầu nhìn nhiếp cửu la. Ngoài xe rất yên lặng, gió phất phơ, hàng đay lay khẽ. Tuy đã không còn là mùa hạ nhưng vẫn đủ cảm giác ve kêu làm rừng thêm yên tĩnh. Đây là câu danh ngôn nổi tiếng của nhà thơ Vương Tịch, Nam Triều với ý nghĩa lấy động tả tĩnh phía xa xa có tiếng đóng mở cốp xe chắc chắn là chú tiền đang tìm nước ánh mắt của viêm thác khiến nhiếp cửu la nhớ tới một loại ưng nó sắc bén nguy hiểm sâu không lường được nhưng lại rất bình tĩnh ngón tay cô đặt trên thân đèn khẽ buông lỏng để ánh đèn soi ngả xuống cô cố gắng hạ thấp độ sáng trong xe thấp đến mức viêm thác không chú ý tới phần khóa của chiếc túi bị kéo ra dù rằng chính cô cũng biết làm vậy chẳng có tác dụng gì. Viêm thác hỏi, tìm nước, tìm cả trong cốp xe rồi. Nhấp cửu la cười gượng, đáp lại một câu âm ừ. ư. Viêm thác ý thức được tầm mắt mình bị cô chắn, anh giữ nguyên tư thế quỷ gối trên ghế ngồi, chỉ dướn người lên để ánh mắt vượt qua người cô. Sau khi ngó vào cốp xe mấy giây, anh quay đi. Nhấp cửu la cũng không nói toạc móng heo nếu anh không sao thì tôi không làm phiền nữa cô giơ tay mở cửa sau viêm thác thì vỗ vào ngăn đựng đồ trên ô tô nắp ngăn mở ra để lộ một khẩu súng nằm nghiêng anh cầm súng ra không chĩa vào cô mà chỉ để ở bên người xưng hô với cô sao nhỉ tôi họ viêm viêm thác họ nhiếp nhiếp cửu la viêm thác gật đầu chỉ vào ghế lái phủ cô nhiếp đến rồi thì ở lại tâm sự đã đừng đi vội trong lúc nói chuyện, trông thấy con vịt bông ngã trổng mông, anh còn cúi người nhặt nó lên, phủi bụi và bỏ lên cạnh kính chắn gió. Anh đã nói tới nước này nhấp cửu la cũng chẳng cần phải giả bộ nữa. Cô nói thẳng luôn, anh Vi ả, tôi không có đi một mình. Tài xế tôi thuê còn ở ngoài kia kia. Viêm thác nhìn ra bên ngoài, xuyên qua những hàng đay, có thể thấy được bóng người mờ mờ phía xa. Người đó đang cẩn thận bước xuống dốc, đi về bên này một người lái xe thuê một ngày chẳng được mấy đồng cô muốn để người ta rơi vào tay tôi như tôn chu thì cứ việc nhấp cửu la trầm ngâm anh muốn thế nào viêm thác lại chỉ vào ghế lái phủ tôi nói rồi mà tâm sự tâm sự vui vẻ thì chẳng có chuyện gì tâm sự không vui thì phải xem đã tâm sự thì tâm sự so với việc đợi viêm thác mời thì chi bằng cô phối hợp ngay từ đầu còn giữ được thể diện nhấp cửu la chống tay vào lưng ghế duỗi chân ra trước và ngồi vào ghế bên cạnh tài xế. Viêm thác cúi người, tay trái dịch xuống một chút. Còn bắt bẻ cả dáng ngồi à? Nhếp cửu la không suy nghĩ nhiều, dịch tay xuống theo lời anh nói. Viêm thác lấy một thứ gì đó ở dưới gầm ghế lên, cụp đeo vào tay cô. Nhếp cửu la ngẩn ngơ, lúc này cô mới trông rõ đó là một chiếc còng đơn. Cả chiếc còng và sợi xích đều ở dưới gầm ghế cô dãy rụa một lát nhưng sợi dây không hề động hiển nhiên đầu bên kia đã được bắt cố định nhưng còn chưa hết viêm thác tiếp tục cúi người lôi ra một chiếc còng nữa từ dưới đệm xe dịch chân qua đây nhiếp cửu la không nói không rằng dịch chân qua cô đi bút ngắn một đoạn ống quần bỏ trong bút bên dưới ống quần là mắt cá chân trắng treo. viêm thác cảm thấy để nguyên như vậy mà còng không được tiện cho lắm muốn cởi bút của cô ra nhưng do dự một thoáng lại thôi làm xong tất cả anh đứng thẳng dậy chìa tay ra điện thoại di động nhiếp cửu la ngoan ngoãn nộp điện thoại viêm thác cầm điện thoại chỉ về phía chú tiền đang đi tới đuổi tài xế của cô đi phải viện cớ hợp tình hợp lý không được để người ta nghi ngờ thế chẳng phải đuổi nhau à nhiếp cửu la tức tối đó là tài xế tôi thuê chuyên phụ trách việc đưa đón tôi chú ấy còn phải đưa tôi về khách sạn nữa sao tôi đuổi đi được viêm thác thở ơ đó là việc của cô cô không làm được thì mời ông ấy lên xe xe tôi chờ được tất túi đựng người cũng có đủ nhếp cửu la thầm mắng trong bụng đờ mờ cái gì chứ chú tiền chạy hồng hộp tới trong tay còn cầm chai nước khoáng khi đi tới bên cạnh xe chú chợt sững sờ chú em tỉnh táo rồi à cháu nhiếp sao sao cháu lại ngồi trên xe người ta nhếp cửu la đáp chú đi về đi cháu đi cùng anh ta chú tiền càng ngơ ngác không phải chứ chú có trách nhiệm đưa cháu về khách sạn mà cháu đi cùng cậu ta hai người quen biết hả hai người này đâu giống người quen đâu lúc đầu nhiếp cửu la nhìn thấy người trong xe còn rất bình thường nếu là người quen hay bạn bè sao có thể không lo lắng sốt ruột được nhiếp cửu la cười thỏ tay ra ngoài nhận lấy chai nước rồi lại chỉ vào viêm thác chú xem anh ta thế nào Thế nào cái gì, chú Tiền chẳng hiểu mô tê gì, hẳn là không đáng ngại nữa, nhưng để an toàn vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra. Nhếp cửu la cắt lời, cháu nói mặt kia. Chú Tiền cứng họng, hả? Mặt mũi tất nhiên là không chê được, gương mặt và cơ thể đều ngon lành. Có điều đang yên đang lành hỏi mặt làm gì? Chú Tiền ăn ngay nói thật, mặt mũi sáng sủa. Nhếp cửu la ung dung, cháu cũng thấy không tệ, bàn nãy hỏi giá cũng rẻ nữa cháu dự định bao mấy ngày chú về trước đi tiền xe cháu vẫn trả bình thường khi nào cần dùng xe cháu lại gọi chú vẻ mặt chú tiền hệt người vừa bị xét đánh chú có nghe nói cuộc sống của giới trẻ bây giờ phóng khoáng lắm đi quán bar gặp người ưng ý là có thể rủ nhau vào khách sạn ngay mà chẳng cần biết tên nhưng đó chỉ là nghe nói thôi còn những người ở xung quanh đều là kiểu tương đối bảo thủ này tự dưng cho chứng kiến một ví dụ sống chú không tiếp thu ngay được và lại, ấn tượng của chú với cô gái này vẫn luôn rất tốt, trẻ trung xinh đẹp, có tài hoa, có phong cách, cũng dễ tính, dễ nói chuyện. Ngờ đâu, quả nhiên không thể nhìn mặt bắt hình rong, người làm nghệ thuật thật đáng sợ, trong lúc chú lo cứu người, cô lại chỉ lo hỏi giá, còn bê chuyện không hay ho gì này ra nói như điều đương nhiên. Tất nhiên gã trai kia cũng không phải người tốt đẹp gì. Vừa bị tai nạn, còn chưa đi vững đã nháo nhào nhận việc vội kiếm tiền sửa xe à thế thời đổi thay đổi không biên giới tuy trong lòng cảm thán là vậy chú tiền vẫn cố gắng không mang suy nghĩ cá nhân vào trong công việc chú vẫn đặt sự an toàn của khách lên hàng đầu ừm thế này không an toàn lắm đâu làm gì cũng phải đến cửa hàng lớn chứ cái kiểu vơ bừa ở đường này chỉ được liệt vào quán ven đường thôi nhấp cửu la đáp không sao đâu chú cháu xem qua đánh giá rồi nhiều lượt khen lắm còn có cả đánh giá cơ à? tam quan của chú tiền rơi là tả nghề này còn có thể mở cửa hàng online hả? còn mở cả mục đánh giá cơ sao nhà nước có thể cho phép chứ? trước khi đi chú nhìn viêm thác như nhìn vịt rồi vừa hay trông thấy bên kính chắn gió có một con vịt bông hiểu rồi đây là biểu tượng nghề nghiệp, tựa như trong phim hội hoa hồng phản thanh phục minh, hễ chia bông hồng ra là đối phương biết ngay thân phận của mình Xem ra cô gái họ nhếp này là tay già đời, nếu không phải người trong nghề hoặc chơi nhiều thì không nhận ra được đâu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 10. Trời đã tối hẳn. Trong xe chỉ mở đèn chiếu sáng trần trước. Quầng sáng ngả mà màu xanh lạnh mờ mờ kết hợp với con đường hiếm có xe qua lại và những hàng đai thanh mảnh ngang dọc quần quanh xe tạo nên sự nặng nề. Viêm thác nhặt chiếc bơm kim tiêm kia lên, nhìn qua nhìn lại một hồi lâu, cái thôn tên răng cửa đó khiến anh không rõ là do anh xui, vào nhầm thôn chuyên ăn cướp hay bọn họ nhắm vào anh. Thật hoang đường, trước giờ anh chưa từng tới thôn đó, ngay cả thành phố này anh cũng mới đến lần đầu. Nhếp cửu la ngồi bên chẳng nói chẳng rằng, chỉ thỉnh thoảng mới giơ tay lên gầy đám vòng tay trên cổ tay trái. Những chiếc vòng va vào nhau tạo nên những âm thanh nho nhỏ. Âm thanh ấy khiến viêm thác chú ý, anh liếc nhìn nhếp cửu la, Cô làm nghề gì? Có thể nói viêm thác khá là may, tùy lão già kia đã đâm được kim tiêm vào gáy anh nhưng còn chưa kịp bơm hết thuốc vào. Anh còn có thể tranh thủ được khoảng thời gian tỉnh táo, quan trọng nhất là giấu mình và xe một cách thích đáng. Nếu anh ngất ở giữa đường rồi bị bọn người kia đuổi kịp hoặc bị cảnh sát phát hiện thi hậu quả đều rất khó tưởng tượng. Thế nên sau khi lái xe lên đường, anh cố gắng chọn những con đường hẻo lánh không có camera để đi. Sau đó, anh chọn trúng ruộng đây này đây là loại cây thân cao, thân chúng đủ để giấu chiếc xe sau khi lái xe vào ruộng đây. Anh còn cố ý lái lòng vòng vào tận giữa ruộng. Người bình thường đi lại vội vàng sẽ không chú ý tới việc nơi này từng xảy ra tai nạn. Mà dù có chú ý tới, cũng ít ai rảnh rỗi ghé lại xem. Người dừng lại xem xét chỉ có người tốt bụng thật sự hoặc kẻ có ý đồ đen tối. Mới đầu viêm thắc nghĩ mình gặp được người tốt giữ nhấp cửu la lại là bởi vì cô đã trông thấy thứ không nên trông thấy nhưng sau này nghĩ lại anh mới thấy số lần xuất hiện của cô nàng người dưng này quá nhiều nhất là sau khi anh bị tấn công người đầu tiên tìm tới lại là cô mà biểu hiện khi bị uy hiếp của cô cũng nằm ngoài dự đoán của anh tất nhiên cô nói vậy để đuổi chú tiền đi nhưng nếu biểu hiện của cô không tự nhiên như vậy thì chủ tiền cũng chẳng đi nhanh thế biết người biết mặt không biết lòng Ai biết được cô có phải con chó mà thôn răng cửa kia thả ra để đuổi theo cắn anh không? Nhấp cửu la đáp, điện thoại tôi có Weibo đã xác thực danh tính, có cả Weixin nữa. Cô cảm thấy cái gã viêm thác này không phải kẻ mất hết tính người. Kẻ tàn ác thật sự đã sớm cho mỗi người một viên đạn và trôn ở ruộng đây rồi. Việc anh đồng ý cho chú tiền đi đã như vứt cho một tín hiệu tương đối mềm mỏng rồi. Viêm thác móc điện thoại ra. Sau khi mở khóa màn hình bằng mặt cô, anh bấm vào Weibo. Không ngờ cô lại là dân điêu khắc, còn khá nổi tiếng nữa. Weibo cô có mấy trăm nghìn fan, đây này là Weibo công việc, những gì đăng trên đó đa phần là tác phẩm. Dù Viêm Thác là người thường, cũng nhìn ra được tác phẩm của cô rất có phong cách, trong sự tinh tế, tỉ mỉ có sự diêm dúa, trong sự dịu dàng có chút lạnh lẽo, phong cách đối lập được cô khắc họa rất hoàn hảo và đúng mực anh bầm vào xem từng tấm một thỉnh thoảng còn phóng to chúng lên đều là cô làm à nhiếp cửu la đáp viêm thác trầm ngâm một thoáng rồi chợt nắm lấy tay nhiếp cửu la nhiếp cửu la ngắn ra định rút tay lại theo phản xạ nhưng đã chậm tay viêm thác vuốt nhẹ một đường từ lòng bàn tay đến món tay cô cái vuốt ve nhẹ bẫng ấy lại khiến cánh tay cô run khẽ tay cô không thô giáp tí nào điều khác là công việc phải dùng đến tay bình thường tay thợ điêu khắc đều thô ráp. Nhấp Cửu La nắm hờ tay, chỉ cần chăm chỉ dưỡng da, chịu đầu tư là da tay sẽ không thô ráp. Cũng phải, tay là gương mặt thứ hai của phái nữ. Cánh con gái bây giờ ai có kinh tế đầy đủ đều không keo kiệt trong việc dưỡng da. Viêm Thác tiếp tục lướt xem Weibo, điều khác là việc cần thời gian, tác phẩm của cô không quá nhiều, anh mới xem hơn 10 trang đã tới tận 2 năm trước rồi. Weibo đã xác thực danh tính, có tác phẩm, gần như không thể làm giả được. Viêm thác nói, làm đẹp đầy. Sau đó anh rời khói Weibo, bấm tiếp vào Weixin. Nhếp cửu la hơi nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm tới sự riêng tư nhưng ngay sau đó lại thay đổi suy nghĩ bởi đằng nào cũng chẳng có gì. Số lượng bạn bè trên Weixin của nhếp cửu la không ít. Đa số là bạn trong công việc, cũng có cả người giúp việc, nhân viên giao hàng, nhân viên spa, làm móng viêm thác nhìn lướt qua cũng biết được không ít tin tức ví dụ như nhấp cửu la có một người giúp việc tên chị lư tin nhắn gần nhất của hai người là tuần trước chị lư hỏi cô tôm nương luộc muối hay sao. hoặc ví dụ như sân nhà cô trồng không ít hoa và cây cối mỗi hai tuần người làm vườn sẽ tới xử lý những loại sâu bệnh hay bệnh về là mà người bình thường không giải quyết được lại ví dụ như cô có một tác phẩm đã ba năm chưa làm xong anh thái cào nhào trong tin nhắn ba năm rồi, em vẫn cố chây lì à? Nhà nào mà năng suất, ba năm đủ người ta đẻ ba bốn đứa rồi. Viêm thác cảm thấy cái người họ thái này nói chuyện rất là nghiêm túc. Ba năm ba bốn đứa, tình cả tới trường hợp sinh đôi luôn. Anh đang định nói chuyện, điện thoại bỗng rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Không phải tin nhắn thông thường cũng không phải tin nhắn trên Weixin. Viêm thác trở về màn hình chính mới trông thấy cô còn có một cái app tên đọc xong là cháy bấm vào xem mới thấy người gửi tin có tên bên kia, tin nhắn được ẩn dưới hình thức phong thư. Nhếp cửu la cũng trông thấy nhưng chẳng nói năng gì. Viêm thác bấm mở tin nhắn. Ngày thứ 8, thăm tượng vàng thứ ba bình an. Hết 10 giây tin nhắn tự động hủy, ngọn lửa đỏ rực trên màn hình thật đến độ dường như người ta có thể ngửi thấy cả mùi khói. Đây là ai? Nhếp cửu la đáp, một người bạn. Bạn gì mà không thể nhắn tin bình thường, phải dùng kiểu tin nhắn bí mật này. Nhấp cửu la tức lắm nhưng vẫn nhẫn nhịn. Cô quay sang cười tươi giói với viêm thác. Bạn trai tôi có vợ rồi nên bình thường chúng tôi nói chuyện đều rất cẩn thận. Cố gắng không để lại lịch sử tin nhắn. Mấy hôm nay anh ấy lên núi khẩn thần. Được sư thầy dẫn đi xin tượng vàng phù hộ phát tài. Trong núi không an toàn. Tôi bảo anh ấy phải bảo tình hình hàng ngày cho tôi anh viêm. Anh giữ tôi lại tâm sự thì nên tâm sự chuyện chính những việc cá nhân này có thể tôn trọng tí không viêm thác bâng quơ cô chỉ cần nói mình làm kẻ thứ ba là tôi hiểu rồi không cần phải giải thích cặn kẽ như vậy mẹ kiếp không phải anh đòi giải thích à nhiếp cửu la hỏi thẳng anh muốn tâm sự tôi cũng nói hết những gì cần thiết rồi anh đã hài lòng chưa tôi có thể đi được chưa viêm thác thản nhiên cô nhiếp hai ta không thù không oán tôi cũng chẳng định làm gì cô nhưng cô đã thấy thứ không nên trông thấy có thả cô đi tôi cũng không yên tâm nhấp cửu la đáp thật nhanh tôi chỉ là một người bình thường không muốn gây chuyện tôi không nhìn thấy gì hết cũng sẽ không nói lung tung ra ngoài cô lấy gì làm đảm bảo tôi có thể viết cam kết viêm thác đáp viết cam kết rồi mà cô vẫn làm trái cam kết tôi có thể kiện cô ra tòa à xem ra phương án này không thể thực hiện được thề thốt gì đó chắc hẳn cũng không ăn thua. Nhếp cửu la nêm vẫn để lại cho anh, vậy anh muốn sao? Viêm thác chẳng đáp mà chỉ hỏi, cô nhếp khắc tượng cũng tốn không ít thời gian nhỉ. Nhếp cửu la không rõ dụng ý của anh, đành phải đáp, có tới nửa năm không? Tùy hình huống, có thể lâu có thể chóng. Kiểm được nhiều lắm hả? À? Gì vậy, chẳng lẽ anh ta định theo nghề? Cô nhiếp, tôi cũng chưa nghĩ ra phải làm gì với cô. Hay là như vậy đi, cô ở lại chỗ tôi một thời gian, cũng chẳng ảnh hưởng tới công việc của cô lắm bởi khắc tượng thì khắc ở đâu cũng vậy mà. Nhếp cửu la im lặng hồi lâu mới hỏi, giam lòng à? Đừng nói khó nghe vậy, tôi sẽ mua tác phẩm đó của cô, cô nhận được thêm đơn, kiếm được thêm tiền tôi bao cô ăn, ở còn trả cô tiền, sao có thể nói là giam lòng chứ? Giọng nhếp cửu la đầy sự trào phúng, không thể liên hệ với người khác. Chẳng phải người làm nghề sáng tác như các cô thường xuyên nhốt mình trong phòng để tập trung cho công việc à. Không liên hệ với ai cả, đỡ phân tâm. nhấp cửu la suýt thì bật cười vì tức. Tên họ viêm này quả là giỏi ăn nói, cái miệng liến thoáng như muốn mọc hoa. Bắt cóc, giam lòng mà anh ta nói nhẹ nhàng như vậy. Anh viêm à, con người tôi dễ mời không dễ đuổi. Không sao, tôi rất giỏi tiễn người. Nếu cô thích, tôi tiễn cô tới Tây Thiên cũng được đã nhắc tới cả câu tiễn tới Tây Thiên rồi. Cô còn kỳ kèo thêm nữa sẽ thành người không biết điều, mà vốn dĩ đây cũng không phải cuộc đàm phán ngang cơ. Nhếp cửu la dựa lưng vào thành ghế, thở ơ nhìn phía trước, súng trong tay anh, anh quyết định. Viêm thác nhìn góc mặt nghiêng của cô, mọi bộ phận, đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ bất cần. Lông mi của cô rất dài, dưới ánh sáng nhẹ của đèn trần xe, đầu lông mi như tỏa ra ánh sáng mang theo cô là một sự phiền phức. Nhưng với biểu hiện lúc này của cô, anh không dám mạo hiểm thả cô đi. Xe viêm thác rời khói ruộng đây, đi một vòng rồi chọn dừng chân ở một quán trọ gia đình. Chọn quán trọ này là do nó nằm ở vị trí hẻo lánh, ít khách ghé thăm. Nói ít khách còn là nói quá bởi bên trong chẳng có mống khách nào. Khi anh lái xe vào, chỉ có mình con chó buộc ở cửa kêu mấy tiếng. Bản thân quân trọ cũng đơn sơ với một khoảnh sân lớn. Mặt trước là chiếc cổng sắt, ba mặt còn lại được quây kín bởi những căn nhà trệt, ở giữa là sân đậu xe. Viêm thác đặt căn phòng ở góc khuất nhất. Từ đầu tới cuối, nhiếp cửu la đều phối hợp anh, nơi này không có đủ điều kiện cầu cứu. Người duy nhất cô nhìn thấy là ông cụ mở quán trọ đã hơn 60 tuổi, vẫn luôn khom lưng, ho khù khủ ông cụ này còn không đỡ nổi một đấm của viêm thác. Viêm thác dẫn nhiếp cửu la vào phòng trước, trói hai tay cô ở sau rồi cột vào một ống nước bỏ không trong góc toilet. Sau đó anh leo lên đóng cửa sổ thông khí trên cao lại. Cuối cùng mới quay về xe lấy hành lý. Hành lý bình thường anh đều để trong phòng nhưng có hai món được mang vào trong toilet. Một là chiếc túi vải buồm đựng tôn chu, một món khác là chiếc vali vẫn luôn được đặt ở hàng ghế sau. Túi vải buồm còn dễ hiểu, dù sao trong đó cũng chứa người nhưng sao lại mang cả vali vào nhỉ? Khi quay trở về toilet, Viêm Thác đã thay một bộ đồ mới gồm một đôi giày màu cát cổ cao không thấm nước, chiếc quần kaki bộ đội màu đen với hai chiếc găng tay nhét trong túi sau và chiếc áo phông màu đen tay lỡ cổ tròn may từ loại vải nhanh khô. Nhức Cửu La ngồi trên mặt đất cảm thấy rất đè nén khi nhìn anh do phải ngước đầu lên. Trông bộ đồ này không giống với trang phục dùng để tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ tẹo nào. Nhếp cửu la hỏi, anh định ra ngoài à? Viêm thác đáp lại một câu rồi vặn nước rửa mặt, lòng bồn rất nông, bọt nước liên tục tràn ra ngoài. Nền gạch men vốn đã bẩn, nay dính nước càng có vẻ bẩn hơn. Nhếp cửu la suy tư, tất nhiên anh ta ra ngoài là một chuyện tốt, kẻ bắt cóc không có mặt, xác suất tự trốn thoát của con tin sẽ cao hơn. Chỉ e anh ta tiêm cho cô một mũi thuốc mê, hay là lát nữa khi anh ta tiêm thuốc, mình sẽ bảo là bị dị ứng thuốc mê từ nhỏ dùng bừa bãi sẽ có nguy hiểm tới tính mạng chưa chắc anh ta đã tin nhưng cũng không dám không tin hẳn đâu nhỉ dù sao cũng là một mạng người mà tiếng nước rừng viêm thác với chiếc khăn mặt qua lau tay vừa lau vừa đi tới bên vali đá vào thành vali dậy chưa đây là một chiếc vali có vỏ ngoài chắc chắn không có khóa kéo mà được thiết kế quay cài bằng nhôm khi mũi giày gỗ vào sẽ tạo nên những tiếng bịch bịch. Ra đầu nhếp cửu la tê giải. Ý gì vậy? Anh ta nói chuyện với vali, còn hỏi dậy chưa? Nghĩa là trong vali có chứa người hả? Cái tên biển thái từ nhỏ đã thiêu thốn tình thương này quá kinh khủng. Trong túi đựng một người, trong vali lại đựng một người nữa. Sau một thoáng yên tĩnh, có những tiếng ruệt nho nhỏ phát ra từ bên trong vali. Đó là tiếng móng tay co vào thành vali. Viêm thác ngồi xổm xuống, bấm mật mã rồi mở nắp vali lên. Lần này ra đầu nhiếp cửu la không chỉ tê dại nữa mà như muốn nhảy bắn lên. Không ngờ trong vali lại là một gã đàn ông nằm cuộn tròn. Tuy chiếc vali này là cỡ lớn nhưng đối với một người đàn ông trưởng thành nó no vẫn khá chật nhiếp cửu la cũng không thể nói rõ được anh ta nhét mình vào trong vali kiểu gì người gã ta dán sát vào bốn mặt vali, biến mình từ hình dạng con người thành hình vuông bởi vậy trông gã hệt như một tảng thịt đông lạnh, đầu không ở vị trí của đầu, chân cũng không ở chỗ của chân. Gáy gã ta quay lên trên, mặt hướng xuống dưới, từ đầu tới đuôi chỉ đáp lại viêm thác một tiếng ậm ừ. Viêm thác nói, tao có việc phải ra ngoài một chuyến. Mày trông chừng tôn chu và cả cô gái này, đừng để xảy ra chuyện. Tìm nhấp cửu la lạnh đi, cứ tưởng viêm thác một mình bắt cóc ba người gã trong vali cũng là con tin nhưng giờ xem ra đó là đồng bọn của anh biết chơi ghê ta nhét đồng bọn bào trong vali cô nhớ tới cảnh hôm trước mình ký họa ở sành khách sạn viêm thác kéo chiếc vali này đi vào hóa ra ngay từ lúc đó bên trong vali đã có người rồi chẳng trách phải để ở ghế sau đồ quý thật mà gã kia lệ ừ một tiếng nữa vẫn không cử động viêm thác nhíu mày giơ tay đẩy vai gã mày định mọc dễ trong vali, không ra ngoài nửa hả? Không đầy thì thôi, vừa đầy người gã đã run lên, đầu rùi mãi vào trong góc. Viêm thác sinh nghi, răng chó, ra đây nói chuyện. Răng chó ậm ừ, đường đi sóc, còn đâm xe nữa. Tao khó chịu, nghỉ một lát lại ra. Viêm thác im lặng nhìn chằm chằm phần gáy của răng chó. Sau một ngày, chiếc vali đã hơi tanh và thối lát sau anh giơ tay tóm lấy phần da gáy của răng chó nhấc thẳng đầu gã lên đầu nhấp cửu la như muốn nổ tung suýt chút nữa cô đã kêu lên gã răng chó này chính là gã đàn ông xấu xí mà cô nhìn thấy qua mắt mèo nhưng nay gã đã không còn giống hệt hôm trước nữa con mắt trái của gã đã bị chọc thành một lỗ máu đen phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn